Trời ơi là trời ơi, bây giờ đi tới đâu rồi hả? Cái gì? Qua cầu chưa? Lẹ lên! Alo! Bây giờ bánh đoàn rồi đó! Trời ơi! Ở đâu mà kỳ cục vậy trời? Chắc chết quá, chắc trốn trong đây rồi. Nó tràn vô đây chắc quýnh mình luôn quá. Nó nói là có ca sĩ này, phải có ca sĩ này cho đó. Không là đó hả? Nó quýnh mình hả? Đi hát đi, hai đi ăn cướp vậy? Hát lẹ chú ơi, trời ơi. Cái gì tôi kêu mấy giờ mà giờ này mới tới? Thông cảm. Trời ơi. Con tới trước nha, con tới trước nha. Bà đừng có cười, anh nhìn tôi mà đừng có cười hả? Bà làm quản lý kiểu gì vậy hả? Đi trễ là đi trễ 2 tiếng đồng hồ. Chương trình tôi có 2 tiếng à, mà đi trễ 2 tiếng là sao? Anh vừa phải đó chứ anh cái gì? Không Chị làm quản lý làm gì hả? Chị lo tập trung vô xe xua này làm gì hả? Xe xua làm gì? Quản lý cũng phải đẹp chứ. Quản lý quản lý. Cho bây giờ cho tôi nói một câu đi. Trời ơi sao anh kỳ vậy? Anh có người đàn ông gì mà nói nhiều dữ vậy? Mình nói không? Mình muốn nói không? Lên phường nói đi nghe. Lên phường giải thích liền. Bây giờ sao? Bây giờ có cho hát không? Không hát đi về. Bây giờ mà. Đi về luôn. Nè. Mình đi về đi. Nè cơn mới nổi nghe. Sao? Bây giờ cơn hát đoàn nào, anh chụp đoàn đó nghe. Nhưng mà anh bây giờ tôi tới nơi, bây giờ anh cho tôi hát không hay là sao? Bây giờ tự nhiên la lối ông sầm. Bây giờ phải giải quyết thế nào nè? Đi kiểu gì mà trễ 2 tiếng đồng hồ? Ủa mới nổi hôm qua thôi, hôm nay đi trễ 2 tiếng đồng hồ. Rồi bây giờ ngày thứ ba, ngày gì, ngày thứ năm thì sao? Hả? Đi trễ mấy tiếng mấy ngày đây? Cái chuyện đâu còn có đó chứ, phải có mấy đi giờ bây giờ. Rồi ca sĩ ăn bận vậy rồi sao lên đi lên sân khấu của tôi được hả? Thì Phong hả? Ca sĩ mà ăn bận như con như ăn mài vậy hả? Thì bây giờ với cái theo phong cách ăn mặc bây giờ nó xì tai nó vậy, lời tôi lên tôi hát bài. Ủa xì tai ăn mài ở đâu ra vậy? Đúng rồi, tôi hát bài Cái Bang đó. Tôi hát bài Cái Bang ăn bận vậy chứ sao? Cái xì tai nó là như vậy, phải ra mình phải diễn đúng cái nhân vật mình. Bây giờ tôi chưa hát nữa, tôi còn chạy chỗ khác nữa chứ trời. Không có chạy chỗ nào hết á, đêm nay là của tôi. Làm ăn gì đâu đó. Bây giờ là nãy còn hợp đồng sao rõ ràng, bây giờ gọi đi ngoài sao? Bây giờ có cho ca sĩ hát không? Mưa này chạy kiểu gì vậy hả? 15 năm trong nghề mà chạy kiểu gì vậy hả? Không, tôi mới kéo qua cầu là qua cầu sao? Tôi mới chạy có 15 ngày à. Cái gì? Hồi nãy tôi nói chuyện điện thoại với ông đàng hoàng là tôi nói tôi qua 3 cây cầu nữa là tôi tới. Rồi sao? Đó thì một cái cầu Cần Thơ, cái cầu Mỹ Thuận, cái cầu Bình Điền, 3 cây. Rõ ràng rồi. Nhưng mà phải biết canh giờ chứ. Trời làm sao mà canh được, xe cổ làm sao tôi canh được? Thì giờ trời ơi, lỡ nó nhận xô với chấp căng rồi. Trời ơi, nhận dữ ác vậy? Thì bây giờ trời nhận ơi, bây giờ người ta nổi tiếng phải cho người ta đi mần ăn chứ. Mần ăn thì cũng phải cho mày ăn nữa chứ. Ủa công nhận nha, bầu xô này nha. Trời ơi, ông có hai con ve chó, ông nói quá trời nói luôn. Trời ơi, tôi nói dữ lắm. À, nghe. Ông vô đây mà ông nói quá trời luôn, không ai nói hết trơn à. Rồi. Nói chú nghe. Dạ. Chuyện đâu còn có đó. Dạ. Là chú nên bình tĩnh lại. Tôi là tài xế. Rõ ràng hả? Cháu mình nó lỡ nhận xô thôi. Lỡ thôi mà. Lỡ nhận xô, xô Sóc Trăng, xô Sài Gòn hả? Chạy là phải cẩn thận. Giữ tính mạng cho mình chứ. Còn bầu xô kệ. Ông là ai quánh nó chết kệ nó. Rồi. Giải thích ông là sướng chưa? Quá rồi. Rồi. Bây giờ giải thích chung chưa? Rồi. Vô phường liền. Nghe. Ở đâu ra vậy hả? Ở đâu ra chuyện nhà mẹ tôi đẻ ra, giờ sao? Đẻ gì mà xuất sắc quá vậy? Cảm ơn anh đã khen. Trời gu ơi, không phải gu tôi nha. Bảo cho tôi biết vậy. Trời ơi. Nè, nè, bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao giải quyết cho tôi đây nè. Đây nè chú. Bây giờ tôi là xuyến nè. Lúc mà làm hợp đồng nó nói với chú nè, rồi. Tài xế đẹp trai nói chuyện hoài. Khi thúc rồi. Quản lý đi quý. Nói chuyện lại không? Không phải, tôi không có nói chuyện lại. Mà tôi đang nhìn cái mặt ông tôi xăm soi. Có cách nào phẫu thuật hai cái con dê chó ra được không nè? Trời ơi. Không biết rồi, cái nghề của tôi là make up hay là làm đẹp cho ca sĩ. Không thấy ca sĩ tôi đẹp không? Thấy ca sĩ tôi đẹp không? Dạ không chị, thấy chị đẹp hơn ca sĩ luôn á chị. Thì tất nhiên rồi, tôi là cái người mà make up đi theo phụ cho ảnh phục trang. Thì tất nhiên là tôi phải đẹp chứ, để cho người ta biết đến tôi chứ. Biết tôi là ai không? Dạ ai? Biết tôi tên gì không? Dạ gì? Nguyễn Thị Lai. Nguyễn Thị Lai luôn hả? Ừ. Mà sao mặt gọn vậy? Trời ơi, thì Lai cái mặt mới gọn chứ sao? Rồi bây giờ làm sao giải quyết sao đây nè? Bây giờ giải quyết sao nè? Bây giờ có cho hát ông đứng hoài rồi sao? Bây giờ có đèn hợp đồng không nè? Đơn giản vậy được. Đâu. Rồi nó trẻ là mùi quá trời nè. Ở đây. Sao cơ? Đây nè. Ông bầu, sao em? Có rồi, em đã đi lùng sục khắp các nơi, em đã tìm kiếm một tài mắn rồi.
tài năng mới. Đừng cần cái thằng này nữa, thằng là quán quân tiếng hát chim sơn ca thôi. Em đã tìm được quán quân tiếng hát chim đại bàng. Mày chết chưa, có đại bàng này chim non nha con. Mày chết luôn. Ca sĩ trẻ mà hát hay lắm, có tâm với nghề mà tập trung tư tưởng. Anh thích vậy đó. Đó, anh thích trẻ, có tâm, có đạo đức đàng hoàng. Đúng rồi. Chứ không phải như cái dòng này nghe. Đúng rồi. Dòng này là cho 30 giây bay liền. Đúng rồi. Trời ơi, đâu đưa tới đây. Ca sĩ vô, vô. Đó, ca sĩ trẻ vô liền. Ca sĩ bà, nhỏ xíu bà. Nhỏ xíu luôn. Thôi ca sĩ trẻ này. À, ca sĩ trẻ con. Con năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, 49. Trời. Lớn hơn tôi luôn hả? Tại sao trẻ? Trẻ trung về sức lực đó, trẻ à, trẻ về tuổi nghề đúng không? Về giọng dạ, hát đúng rồi. À, rồi. Bây giờ hát được không? Hay lắm, hay. À, chuẩn bị nè, 49 gặp 50 nè. Ủa, tôi xin hỏi nha. Rồi đó, vô luôn. Tôi xin hỏi, xin lỗi anh là ai mà anh dám mặc đồ màu sắc hơn tôi vậy? 49 gặp 50 á. Dạ, mời chị ngồi nghỉ. Đó, cho vô lãnh chung tiếp. Rồi bây giờ hát được không? Dạ. Ngoài hát ra có đàn ca gì được không? Dạ, bữa nay thì em không có đem đàn. À, em chỉ hát thôi. Nghe hả? Nếu ông bầu không tin thì em hát thử một đoạn ngắn cho ông. Rồi, ông. Vô. Vô liền. Rồi vô, để đẩy lên sân khấu hát liền. À, nói nhạc sĩ cho My Thứ. My Thứ, rồi. Anh bỗng thấy nhớ em nhiều, anh thấy lòng chợt lẻ loi, cô đơn cùng với đêm dài trôi theo anh từng ngày. Em ơi, giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nhưng không canh ai lúc này, để anh có nơi tựa vai. Mà sao không em chờ đây? Anh như lời hát lại đi. Sao chị trẻ? Chào chủ. Tán nhạc. Chào chủ. Chúc cảm mừng. Chúc mừng ông bầu số. Từ xưa tới giờ đèn người ta gắn chỗ nào là một chỗ thôi. Ông tìm được cái đèn di động này là tốt rồi. Bây giờ chỉ cần mướn này về nó quay ngược lại làm cái phong màn cho ông rồi ca sĩ đứng trước đây hát. Tuyệt. Quá nhờ đẹp luôn. Cái nó hát thấy ghê quá. Hát mà tôi không dám chạy xe luôn là không biết sao rồi. Xin lỗi đi nha, tôi chấp 10 đứa như tụi bay. Trời ơi, cháu tôi nó nổi tiếng trong vòng một đêm thôi là cả nước này biết nó hết rồi. Bây giờ ông làm bầu số là ông phải quỵ lị người ta. Còn ông thôi khỏi hát gì đâu. Rồi sao? Rồi sao? Cho tôi hát một. Sao? Rồi lúc mà nè, anh nói cho con biết, tôi nói cho chú biết nha. Nổi tiếng mấy cái chơi cái cuộc thi bây giờ á đơn giản lắm. Quan trọng á là cái nghề của mình nó phải lâu năm, hiểu không? Cái đạo đức của mình, mối quan hệ của mình phải tốt với mọi người chứ đâu phải là hả là nổi tiếng có đem là muốn làm cha làm mẹ thiên hạ được đâu. Nói cho chú nghe, biết cái nghề này nó ngắn, có cơ hội quơ vào để tiền. Ủa nhưng mà cũng có người, nhiều người người ta hả sống với nghề cả đời mà đâu phải ngắn được, đúng không? Nè, nói không? Nè, cũng đi hát dạo á, đến tuổi này luôn mà. Ờ, đó, cuối cùng nó chửi ông á. Để bầu số chửi ông á. Không sao, tôi chỉ có một lời khuyên. Ông đã gan khi ông mặc cái áo này thì tất cả mọi thứ đều là không sao đối với ông hết á. Tin mình đi. Ông cái lứa tuổi này mà mặc cái đồ thì quá đáng. Tôi nè, năm nay 50 mà tôi mặc thấy không? Nó khiêm nhường màu nó vậy thôi. Nói thiệt cái mày, mày mướn lộn cái con ủi đồ. Bà đi theo bà ủi đồ thôi mà bà vậy đó. Bà lúc nào bà cũng nói tôi quản lý mà không thấy quản lý gì chạy ra tàu nhảm nhí không. Bây giờ nói vậy nè, có một danh vọng, có một vị trí trong xã hội, mình phải biết thận trọng tới từng việc làm, mình phải biết thận trọng tới từng lời nói. Ông bầu bỏ tiền ra thơ này tiếc ghê vậy. Qua cái câu nói của chú này, tôi thấy tụi tôi làm đúng chứ không làm sai.
Trời ơi, đó thì thấy chưa? Đây nè, tôi rất thận trọng trong lúc lái xe. Đúng như vậy. Anh thấy nó chậm, nó trễ, nó bê xô, vậy thôi. Tính mạng con người vẫn là quan trọng mà. Bây giờ làm sao này ra giải quyết cái mấy ngàn khán giả đây nè. Sao lời đồng được tôi tới nãy giờ nửa tiếng đồng hồ cho tôi ta hát tới rồi, khán giả ngồi rồi, tôi cho người ta hát. Bây giờ phá banh đoàn rồi hát gì nữa? Phá đâu mà phá, đâu. Bây giờ không hát không? Đâu. Hát tiếp, vô đi con. Ông đờn sao hát hả? Thôi được rồi, thật ra là anh có lời khuyên với em. Dạ sao anh? Không phải là người ta gọi anh là trẻ tuổi, mà tại vì nói thiệt em, năm nay anh cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà anh khuyên em, ca sĩ á, mình ngoài cái tài á, phải có cái đức. Dạ đúng rồi anh. Đấy chứ. Đúng rồi. Anh biết là cái thời của em. Dạ. Nhưng mình phải biết giữ. Dạ. Để mình còn giữ được cái tên tuổi mình lâu dài. Nói chung là anh thích cái cá tính của em nha. Nói câu đó đụng nhiều lắm. Bây giờ nè, cắt hợp đồng liền cho anh. Cắt hợp đồng em hả? Không, tại sao cắt hợp đồng em? Cắt anh. Hả? Cắt này. Rồi. Anh cũng cắt hợp đồng đi. Anh cũng vậy. Hả nữa hả? Theo tôi thì cái tuổi của anh không nên mặc đồ như vậy. Có cái gì nguy hiểm? Mình lên sân khấu là phải sáng chói để mình che lấp lại những cái gì mà nó đã qua rồi. Nhưng mà tôi thấy nó không che lấp. Anh càng bận tôi thấy cái bụng anh càng bự. Tại vì cái giải này dễ thun mà. Tôi chỉ tới đây có vài ý kiến vậy thôi. Bây giờ muốn mời hay không là do ông bầu. Không, tôi sẽ mời anh. Dạ. Yeah. Đạo đức như vậy là tôi thích. Được. Không cần một ngày hai ngày là ngày nào nó cũng có sao hết á, hiểu không? Đúng. Quan trọng là lâu bền, lâu dài, hiểu không? Chính xác. Đó, lên làm ngôi sao đi. Hả? Tôi đẩy lên làm ngôi sao. Ừ, nhưng không. Mà bỏ mắt kiến ra được rồi. À, mở ra cũng còn được lắm chứ. Thôi, bây giờ mình có thể diễn đêm nay hay là ngày mai? Đêm nay luôn. Đêm nay luôn à? Cắt hợp đồng. Cắt liền chân. Cắt hợp đồng. Rồi đi về không đi? Đi về. Đuổi về hết. Đuổi luôn. Sao chú? Hát tiếp. Còn xô nào chạy không chú? Còn còn xô. Chạy xô. Chạy đâu? Chạy đâu? Tạm thời của mình là chạy tiếp. Tạm thời. Thưa quý vị, chúng ta mới dùng buổi sáng xong với lại Kỳ Minh Tuấn. Thì qua cái buổi sáng như vậy thì có một cái thông điệp để gửi đến cho tất cả những người nghệ sĩ mà nếu chúng ta có cái may mắn là chúng ta được bước vào hàng ngôi sao, chúng ta nên giữ một cái đạo đức của mình. Ví dụ như là nhận show quá tải và có thể làm khó dễ bộ show. Thôi đừng nói, tự nói mình kỳ lắm. Không, anh thì nhận vừa vừa thôi. Ừ. Anh nghe nói em nhận vừa nhiều hơn anh đó. Ủa mày bệnh có đâu làm gì được. À vậy hả? Ừ. Nhưng mà trước đó là tại sao bị bệnh? Tại vì nhận nhiều quá. Có thể cơ thể nó yếu. À yếu. Đừng nói vậy. Vậy là mình phải cần năng tập thể dục. Ừ. Để giữ cái thể lực rất tốt. Ừ. Để mà có thể phục vụ cống hiến tốt cho tất cả khán giả. Hiểu chưa? Rồi. Và sẵn sàng thôi. Bây giờ mình thư giãn, giải trí cho đầu óc nó thoải mái. Đúng. Và bây giờ sẽ là bữa trưa. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một tình huống mà không biết là vui hay là buồn, hay là nó hấp dẫn như thế nào. Quan trọng là để xem mà người chơi hôm nay là sẽ xử lý ra sao. Đúng như vậy. Ý anh sao? Ý anh thì cũng giống như là những buổi khác. Không biết chuyện gì xảy ra rồi số phận hai anh em mình. Nói chung là ông tạm lao là cũng hơi mệt mỏi. Bữa nay rất mệt. Bữa nay bệnh nữa. Hả? Bệnh. Em bệnh, còn anh bị bệnh lâu rồi. Anh bệnh gì? Tiền nhiều ở đem hết hả? À thôi bỏ đi hả? Cứ vui đi. Nguy hiểm đang chờ đợi. Hoạt ngôn, lanh lẹ, Lan Phương đã từng thử sức qua hàng trăm vai diễn lớn nhỏ khác nhau. Cô nàng fan cuồng Lan Phương sẽ không giữ được bình tĩnh khi gặp thần tượng của mình. Phải chăng đó là một vở kịch nhằm che đậy âm mưu khủng khiếp nào đó? Đã
đại diện cho nhóm fan club xì tin nhất trái đất của tụi mình. Hôm nay mình sẽ có cơ hội được gặp ca sĩ khởi động. Trời ơi, nhắc tới chứ khởi động cái tự nhiên người mình đó. Mình biết là ai cũng yêu ca sĩ khởi động hết trơn á. Cho nên là mình còn vui hơn. Mình sẽ hứa là mình lấy tất cả tình cảm hâm mộ của các bạn, mình nhồi nhét vô cơ thể của mình. Lát nữa mình gặp chị, mình nhào vô mình bang, mình cắn rồi vậy. Cảm ơn em nhiều. Các bạn ơi, các bạn này có vui không? Tại vì khởi động là họ khởi mà tên động đó. Là leo lên sân khấu là phải động cho tới sáng luôn. Chị của mình là khởi mì, không có như mình đâu. Mình khởi động, mình nhoi hơn. Ba của mình là khởi nghĩa. Nội của mình là khởi tố. Vui quá, hôm nay khổ lỗ dòng tộc của mình rồi. Trời ơi, duyên mà cái ghê lắm á. Sao như vậy? Bây giờ chị khởi động miệng rồi, giờ chị khởi động tay đi. À, ký hả? Ký hả? Chị ký nha. Rồi, đi đây. Trời ơi. Tiếp còn có gì nữa bà? Cái này ai xin cũng được hết trơn á. Lát em xuống em photo 1000 bản em chia cho tụi nó. Trời ơi, gì hả? Mà cái này là không có đứa nào photo quen được, không có đứa nào lấy quen được. Vậy hả? Chị ký cho em một chỗ khác đi. Chọn chỗ nào nữa? Cái nắp em á. Trời ơi, ký cái đó đi. Không có chơi ganh nha. Chị ký chỗ đó em kẹp xuống. Không có đứa nào thấy. Quá không có lấy được. Em về em không có tắm luôn á. Em tắm em kẹp cái này vô, em tắm một bên thôi. Mấy bạn fan đừng có học như bạn fan này nha. Đợt trước á, tuần trước á, khởi động cũng ký vô nách bên này nè, rồi bạn không tắm. Thì cái nãy giờ tôi hát mà tôi nín thở dữ lắm đó. Còn... Chỗ khác đi. Trời ơi, trời ơi, mày chết luôn à. Ký giùm em đi. Bằng chân ký bằng chân nữa hả? Ký bằng chân. Rồi cái bằng chân không đi rồi hả bà? Anh cái chỗ này là lúc đó là sao? Đi làm sao? Em đi em cảm giác là em dẫm đạp lên chị đó. Không phải, chị em dẫm đạp lên ngôi sao. Có nghĩa là em còn ngôi sao không? Ký đi chị. Thôi, đừng có làm cái kiểu dẫm đạp ngôi sao thôi. Giờ cho ký nách đi. Ký nốt nách này không tắm thì nó đã rồi. Trời ơi, tôi chưa có lấy một cái cô fan nào mà dễ thương như cô này á. Chị, cô đeo tôi mà cô cuồng quá trời quá đất luôn á. Không ăn ngủ, không tắm rửa gì trơn à. Không ăn ngủ, không nói đứng gần cổ mà tôi tưởng tôi đứng gần cái không dám nói tên nữa. Chạy. 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 Trời ơi. Chạy. Chạy chị. Chạy. Chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn đi. Chạy. Ủa, nhỏ này nhỏ nào? Dạ, em fan, fan khởi động. Vậy chạy chỗ khác đi bà nội, tôi đang tìm gì khởi động à. Chạy chị, trời ơi. Chạy nữa hả? Show tới rồi. Bữa nay em bút kính show cho chị rồi. Phải không chạy? Bút kính show bây giờ là mình phải chạy, mình diễn event ở sở thú nè. Vậy hả? Rồi mình diễn cho thú coi hả? Đừng có diễn cho sở thú. Đợt trước á chị qua chị hát bên đó rồi á thú nó chết hết luôn rồi, đừng có qua nữa. Trời ơi, bây giờ nhận xô người ta hết rồi. Chết chị ơi. Thôi đi chạy. Đừng chạy mà. Nói vô lưng cũng đủ sung sướng rồi. Giờ hôm nay là mình thỏa mãn rồi, về nhà là khỏi ăn khỏi ngủ khỏi tắm luôn á. Rồi chờ tiếp ai đi vô nè. Con chào bác. Bác gì? Bác đi đâu à? Bác tới về kêu bác hả? Trời ơi, chứ kêu bác lại gì? Kêu bằng anh đi. Ngồi. Ủa bác nghĩ sao mặt bác đằng đứt nhanh không?
bác đếm thử cái mặt con không có một cái nếp nhăn nào luôn á. Mặt bác này quá trời, thấy không? Dạ. Người này xạo vừa vừa chứ ở đây chắc không có nếp nhăn hả mày? Ai da đầu quá, cái này là con đánh phấn, phấn nó bị bể. Nó đừng có quá đó. Con nít mà sao đánh phấn gì dữ vậy? Con hôm nay con đi... Thấy cũng đẹp mà sao đánh phấn gì vậy con? Con đi gặp mặt ca sĩ khởi động. Ai mà con khởi động à? Chính xác. Thì nói nghe nè. Dạ. Phải nào? Phải lắm. Trời ơi, nè mới có chữ ký vô nách nè. Chưa thấy một cái người nào mà fan cuồng mà chấp nhận thương đau như mày. Con chỉ có một mình chú là giống mày thôi. Dạ. Chú không chấp nhận thương đau. Như thế nào chú? Trời ơi con ơi, nhiều cái mà chú nói thiệt với con không thể nào tưởng tượng được đâu. Nhà mà chú còn dám bán đi mà chú cho cô ấy luôn. Trời ơi, gặp đối thủ kỳ hùng địch thủ rồi. Vô khai khai. Dạ. Mà chú nói nào ngay á, giờ có chính xác là có cái chuyện con mới nhớ ra, cái mặt chú đó. Cái mặt chú là quen lắm á, thấy không? Gì quen? Chú nợ tiền con đó. Bậy. Trời ơi. Mày nói về bậy. Cuộc đời chú chưa bao giờ biết nợ tiền con nít. Con nợ tiền người lớn là muôn trùng. Con nít mà ba má con lớn. Ba má con có nguyên một cái tiệm cầm đồ á. Hôm bữa đó chú qua đó chú xin tiền, chú hiểu không? Chú mượn tiền. Cái chú mang cái xe máy rồi cầm cố gì đó không có đủ chú đi đánh bạc đó, hiểu không? Trời ơi, tưởng tượng con nít nha, con nghe con biết hết đó. Bậy. Bậy cái đó mày còn bậy nữa rồi. Cái đó là tao dẫn mối tới cho ba má mày làm ăn. Nói chung là mấy tiệm cầm đồ ở đây là biết tao hết. Trời ơi. Bây giờ chú trốn ngân hàng mà còn biết mặt chú mà bị chú cầm nhà đó. Thấy chưa? Chú cầm nhà. Ba má mày, ba má mày là chuyện bình thường. Bởi vậy con phải đi đòi tiền chú hiểu không? Chú đồng ý rồi phải không? Tự nhiên mày đi đòi tiền con ta. Đòi tiền chú nè. Tư cách pháp nhân ở đâu đòi? Trời ơi, tư cách pháp nhân ở đâu à? Chú đừng tưởng con 16 tuổi con không biết nha. Giấy tờ này. Ta đâu? Đây. Để tao vô tao lấy cái giấy chứng minh nhân dân tao ra, không phải cái chữ ký tao quánh mày chết nha, tao nói trước cho mày biết. Trời. Đúng rồi, chạy. Chạy. Có chuyện rồi, mà phải chạy đi. Có biến rồi, chạy. Qua đây nè, sao mày hành hạ nó vậy? Thôi mà để chạy, chuyện gì? Kêu chuyện gì vậy con? Chuyện gì? Đây, đi kìa. Đâu hàng. Chạy. Không. Bà chạy bà đi tìm ca sĩ khởi động đi. Hồi nãy bà đi ra ngoài xe xong giờ tìm đâu bà mất tiêu rồi. Bà phá ruột của bà biết ở đâu, chạy đi tìm bà đi. Cái gì? Sao mày làm quản lý mà mày để mất đó? Vô giải quyết cái bà này, bà ngồi ngoài xe không biết sao chạy ra giờ tìm quá trời. Chú biết ai bắt cóc không? Là con chứ ai. Sao? Chuyện gì xảy ra? Không biết nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Bắt cóc. Trả tiền ơi. Hồi nãy mới nói đi đòi tiền đó. Giờ không có trả tiền tôi mới bắt cóc đó. Bây giờ ê, muốn gì? Bây giờ cô muốn gì? Muốn tiền à? Tôi lại cô. Trời ơi, suốt xề vậy luôn hả? Cô ơi, đây là vợ tôi. Chú có vô giọng cổ luôn không? Tôi lại cô. Cô nuôi được, cô nuôi giùm tôi đi. Mày nói gì đi, anh chồng mất dạy, gặp lại đi. Chạy! Chạy! Tôi nói cho mấy người nghe. Bây giờ chuyện tôi làm tôi chịu. Dù gì đi nữa tôi cũng biết là tôi cờ bạc như vậy á là tan cửa nát nhà. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, vợ tôi không liên quan gì hết. Khuyên tôi bao nhiêu lần mà tôi vẫn không bỏ. Bây giờ mấy anh, nếu mấy anh thông cảm,
cứ thả vợ tôi ra đi. Tôi sẽ làm một cái giấy cho mấy anh. Tôi tự đi làm bằng công sức của tôi để tôi trả cái số nợ đó cho mấy anh. Ông thấy không? Tôi đó, năm nay tôi ở gần 40 tuổi rồi mà tối ngày cứ phải cải trang con nít đi hát để lấy fan nhí, fan tuổi teen. Ông coi đó, có ai mà khổ như tôi không? Ai cũng tưởng tôi là ca sĩ tuổi teen mà tôi đâu có teen đâu. Đêm nào về tẩy trang, ở cậy phấn rồi trên mặt cả ký gì đó. Hết nhăn không à. Mà lấy khổ chồng, lắm con ơi. Chồng nó to mà bạc đối như này à. Cái này chú kể cho con nghe. Dạ. Có nhiều đêm chú ngủ ở trên nhà hay là chú coi đá banh. Dạ. Nghe đập rầm 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 ở dưới. Cái gì vậy chú? Chú tưởng bà pha cà phê cho chú. Ai ngờ bà về cái mặt không chùi bằng nước nữa. Sao vậy ông? Bà lấy chài bà đập ra đó. Trời ơi. Vậy là sáng, sáng là con dọn mấy cái đống thạch cao là phấn của trời, trời ơi. Bà đập vô nữa. Khổ lắm. Tôi đi làm nghệ sĩ hả? Mang tiếng là người nổi tiếng, về ăn mắm hấp dòi. Ông lấy hết tiền, ông đi cờ bạc. Rồi bây giờ ông ra đây ông giặt áo cho người xem lưng. Ông coi đó, ông sắp như vậy mà coi được á. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi bà, tôi sẽ làm lại. Bà bỏ qua cho tôi sẽ làm lại mà. Lần này là lần thứ 100 thứ 01 rồi đó. Thì biết đâu được, trong 100 thứ 01 đó, 100 thứ 02 nó sẽ thành công sao? Nếu được cho một like. Ủa đó. Biết rồi. Ông là xuống lại đó nha. Để và, cho bà nói kìa. Và kể từ đó hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Hả? Đúng rồi, chạy. 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 Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi. Vì vừa xem một cái tình huống quá là điên cuồng. Một fan như Lan Phương như vậy làm sao có thể chịu nổi. Hiện cho chúng tôi không biết làm cái gì. Ngay cả ông bạn tôi là ông Tào phải đứng từ đầu đến cuối và hết buổi đó rồi mà vẫn còn đứng yên như vậy. Thật là quá cuồng. Chúng tôi không biết nói gì, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Buổi trưa đã trôi qua, bây giờ chúng tôi sẽ dùng buổi tối. Mà giờ này anh bạn tôi vẫn còn ảnh hưởng cái dư âm của buổi trưa nên không nói được lời nào. Bây giờ nói được chưa? Được rồi. Nói đi em. Chúng ta hãy chờ xem khách mời của buổi tối sẽ xử lý tình huống như thế nào và có hấp dẫn vui vẻ như các buổi vừa rồi hay không. Cùng chờ xem, cứ để họ vui đi. Nguy hiểm đang chờ. Đạt giải cao nhất của cuộc thi tiếng hát truyền hình năm 2006, Phương Trinh Chuli được công chúng đón nhận là một nghệ sĩ đa tài, hát tốt, nhảy đẹp. Vậy còn diễn hài thì sao đây? Trong tập này, cô học trò Phương Trinh Chuli vì quá đam mê ca hát đã tìm đến hai nghệ sĩ Hoài Linh và Thúy Nga để tầm sư học đạo. Liệu rằng những thử thách mà Phương Trinh đưa ra có làm khó được gia đình chủ quán lắm như gì thế này? Dạ. Con chào cô. Sao lần nào đi học cũng trễ hết vậy con? Dạ. Trổ kinh nghiệm của cô là một giáo viên giảng dạy âm nhạc ở học ở quốc tế về. Cô có một cái kinh nghiệm cô muốn dạy cho con. Dạ. Là cái đạo đức nghề nghiệp á, mình đi mình phải đúng giờ nghe con, mình mới thành một ngôi sao được. Dạ. Lần nào con cũng để cho cô ngồi chờ đợi con hết à. Dạ. Vậy con... là không có được. Dạ con biết con sai nên con quỳ gối xuống đây con xin cô tha thứ. À con à, bây giờ cô dạy cho con về cái đẳng cấp âm nhạc.
hiện giờ là con đang đi theo một cái dòng nhạc mà tha thứ. Đó là cái dòng nhạc đó là nó vừa like, vừa ca trù mà vừa cải lương đó con. Là nó cái mình đang luyện là một cái dòng nhạc. Cái dòng nhạc mình là một cái dòng nhạc opera. Opera. Nó phải là cái dạng mà là tròn vành rõ chữ. Mình nói chuyện không nè, con thấy cô không? Nói chuyện là phải tròn vành rõ chữ. Đó, đó. Dạ. À, bây giờ bắt đầu con ra đây ha. Dạ. Con ra đây, mình đứng mình tập trung lại và bắt đầu mình làm những cái động tác luyện thanh đó con. Con đứng dang chân ra. Đó, con đứng dang chân ra. Đó. Con hóp bụng lại. Dạ. Con gập người xuống, con gập xuống. Rồi đó, con gập xuống. Con gập lưng xuống. Đó, rồi đó, đó. Luyện thanh gì mà tập yoga vậy cô? Trời ơi, cô thấy con mà con đăng trên báo con tập yoga dữ lắm, cô bày hết người xuống cho cô. Rồi con xoạc chân ra. Xoạc chân nữa. Xoạc nữa rồi đó. Rồi, bắt đầu con luyện thanh đi. Con luyện thanh như này là. Dơ. Cô chuyển con qua trường múa nha. Cái con đừng học hát nữa. Trời ơi, con soạt mấy cái động tác dạ đẹp không? Quá con ơi. Bây giờ con có thể con làm một cái bài hát, một cái thể hiện làm sao mà con có thể vừa kết hợp với yoga mà con vừa múa mà con vừa hát được không? Mà cô cho con cởi như vậy ra được không? Được, con muốn cởi cái gì cũng được, đừng cởi đồ ra đây là được rồi, tại cô nhìn cô ói. Dạ. Dạ. Rồi, hay quá. Là tư phú. Đào kim sắc phong lên đàn. Trời ơi, bay vào xa luôn trong tình chàng. Năm canh mơ màng con luôn trong tình chàng, tình chàng cái wow. Hay quá. Được không con? Con đủ để con cho cô dạy con cái môn gì nó khó xíu cho con lên level. Trời ơi cô, mà cô từ bữa bây giờ nghe cô dạy cho con, cô không có để ý. Dạ. Hôm nay cô mới phát hiện được cái tài năng của con. Quá tài năng con ơi, con xuất sắc quá. Thôi bây giờ hôm nay cô quyết định con xuống đây con ngồi con dạy cô luôn đi. Chào cô. Cô khỏe không? Lâu quá con ghé thăm cô. À giới thiệu à. Giới thiệu với con, đây là cựu học trò của cô. Trời, lâu quá con không có ghé thăm cô tại vì con bận quá. Bữa nay ghé thăm cô, con muốn ăn một bữa cơm của cô nấu. À vậy hả? Dạ. Con muốn ăn cơm hả? À thì bây giờ con ngồi đây con đợi cô ha. Dạ. Cô đi vô cô nấu cơm cho con ăn ha. À, cô vô cô nấu ăn nha. Dạ. À, con ở đây hai bạn chơi nhau trao đổi cái kinh nghiệm về hát hò với nhau ha. Dạ. Để mà cùng nhau tỏa sáng. À, dạ. Cô đi nha. Cô. Anh giờ xin chia sẻ kinh nghiệm cho em chút được không? Anh nghe nè, tại vì anh ngồi đây nè, nói chuyện với em đi. Trời ơi, em hâm mộ lắm. Anh nhớ cái hồi mà anh mới vô học cô á, là anh mới có 16 tuổi thôi. 16 tuổi thôi hả anh? Bây giờ anh bao nhiêu rồi? Tính bây giờ 31 hả? Không, bây giờ anh 49. À, 49. Dạ, là cũng lâu lắm rồi. Ba mấy năm. Anh học cũng một thời gian. Dạ. Em bây giờ mới vô học á hả? Dạ, em mới học cô hồi được. Hồi xưa cô luyện thanh kỹ lắm. Em đứng lên đi. Sẵn đây thật sự ra thì anh ấy là cái người mà đầu tiên khi cô mà ở nước ngoài về là cô nhận anh đầu tiên. Thì anh nói em nghe nè, tại vì thực sự ra ca sĩ mình hát á thường thường cứ hay sợ bị xấu á. Đừng có sợ xấu. Ví dụ như em hát hoa là ví dụ họ ca trù á thì người ta cần hát là giống như nó chúm cái miệng chúm chím như hoa đào là hoa. Còn ở đây mình hát nhạc trẻ mà. Mình wow. Em hát thử coi. Sống bên anh trọn đời. Bây giờ mấy thằng đó, mấy mà người yêu mà hát cái kiểu đó nó chán lắm. Bởi bây giờ đang sôi động mà, thế giới đang sôi động. Truyền lửa rồi. Em muốn sống bên anh trọn đời. Hát gì đó. Em
mạnh mẽ lên phải không anh? Đó, à. Em sống bên anh Sơn rồi. Được không anh? Được chưa? Bắt đầu tiếp. Như núi chơm râu, đứng bên mặt trời, mặt trời. Đó, đó. Dữ dằn cái đó anh. À, vậy tiếp tục. Ngày ngày mặt trời say mê gọi nước. Vậy phải không anh? Mình không sợ xấu mà. Em gọi núi mà. Núi nó cao là em phải gọi to lên chứ. Em gọi cái đó là em gọi điện thoại. Dạ. Em gọi núi. Dạ. Thôi vậy vậy. Dạ. Khi hát không phải là mình hát bình thường như vậy. Đó. Nhiều khi em hát tình ca, có thể là em hát, em đứng, em hát bình thường. Dạ. Nhưng mà em hát những bài nhạc sôi động là em cần phải thể lực nhiều. Thể lực, dạ. Đó. Bây giờ em nhảy đi. Hip hop đi. Đó, đúng. Vô đây. Không phải, cô rất là mát tay. Cô đào tạo học trò. Mấy đứa được cái không đứa nào hát được, nhưng mà được cái nhảy đẹp. Đó là điều cô rất là hãnh diện. Cô cứ yên tâm đi. Khi con học 17, 18 năm ở cô, anh nói em nghe. Dạ. Nhờ anh học thanh nhạc ở cô 16, 17 năm. Mà giờ anh làm tài xế. Sao anh điện thoại em không có bắt máy vậy? Hả? Ủa, em đi đâu? Nè. Dạ, em đi học thanh nhạc nè. Học thanh nhạc? Dạ. Em học cái gì em? Đây, đây là cô Thúy Nga. Từ bên Mỹ về. Bên Mỹ về? Dạ, trường đào tạo nổi tiếng luôn, ở bên Boston. Ừ. Đó, thế nên em... Hello. Dạ, đây là quản lý của em. How are you? I'm fine, thank you, and you, thank you very much. Đây là... Dạ đây là cựu học trò của cô. À, cựu học trò. Cô em có cái tính là nói không cho ai nói. Anh mới vừa đọc trên mạng. Chuyện gì? Nãy giờ em có làm gì đâu. Em không có làm học mà. Em không làm gì mà sao có cái tin như vậy? Tin gì? Nói là nữ ca sĩ trẻ đẹp Phương Trinh hẹn hò với trai lạ ở chỗ tập nhạc. Là sao? Em coi có đúng không vậy? Để em coi để xíu. Ca sĩ Phương Trinh đến nhà giảng viên thanh nhạc hẹn hò trai trẻ. Cười cái gì? Không, cái này nói hoang chứ em thiệt. Nhưng mà anh nhìn coi, nó phải trai trẻ đâu, nói sai rồi. Anh là quản lý của cổ, anh ít nhất anh phải theo dõi từng cái bước chân của cái người mà anh quản lý. Nhưng mà tụi nó nghe, cái chuyện này á, nó cũng không có gì hết trơn. Sao không có gì? Nó ảnh hưởng chứ. Họ chỉ ghi như vậy thôi, chứ làm gì có hình ảnh nào. Chết rồi anh ơi. Ủa sao kỳ vậy cái hình luôn. Ai vậy cô? Cô có cái máy chụp hình như cô ai vậy cô? Xin lỗi, cậu là ai vậy? Ủa sao kỳ vậy ta? Tôi xin giới thiệu, tôi là phóng viên của tạp chí Nhiều Chuyện. Cái gì? Tôi đã chụp được những tấm hình mà cô này với anh này ấy rồi. Cái gì? Anh chụp hình? Tôi nói cho anh nghe, anh đừng có lăng tăng gì hết. Vàng thì không sợ lửa. Khi anh chụp những cái tấm hình đó là tụi tôi đang nhảy ở ngoài này. Đó là thể hiện cái sự luyện tập kỳ công của cô này. Chết rồi, chết rồi anh ơi. Bữa nay thôi, còn mấy hình khác nữa. Bởi biết chắc là chồng em sẽ không đẹp lắm. Tại sao có những cái tin tức như vậy? Tại sao tự nhiên anh kỳ vậy? Tôi buồn lắm. Mất mà, cô làm chứng cho con cô ơi.
Đây là tiền công. Cảm ơn cậu đã đưa chị tấm hình cho tôi. Trời ơi, cái gì vậy? Mua bán gì đây? Mua bán gì đây? Gì đang xảy ra? Ủa, anh Tèo. Hả? Anh Tèo, người giúp việc của cô. Ủa, sao không lấy tiền đấy? Tôi buồn lắm, tôi làm ở đợ trong nhà này mà chuyện gì người ta cũng sai tôi hết, tôi buồn lắm. Cái chuyện gì? Cái gì? Cô dạy đàng hoàng có không, bao giờ... cái vấn đề này không ảnh hưởng tới cô, ảnh hưởng tới con. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ cả dưới quê con mà đọc nói con đẹp trai là cả xóm chết hết. Con lo chuyện nhiều đó thôi. Cái này là không phải ảnh hưởng tới con mà ảnh hưởng tới cô nữa. Trời, cô dạy bây giờ là tôi bắt đền mọi người. Tôi bắt đền em, tôi bắt đền anh. Cái gì? Bà không thể nào nói tôi trẻ đẹp được. Bà sao? Tôi chấp nhận cái chuyện xấu của tôi. Cái chỗ của cô dạy chân chính như vậy nè, tự nhiên bây giờ đăng lên một cái tin như vậy, người ta nói ở đây dạy là cố tình là bia, là những cái chuyện tào lao chấn động tất cả gì anh tèo nè. Bây giờ anh nói cho em biết đi, tại sao anh làm vậy? Tôi buồn lắm. Trong nhà này tôi làm ở đợ mà ai cũng biểu tôi làm tùm lum tà la, tôi buồn lắm. Thì anh ở đợ tôi bắt anh làm đúng rồi. Thì bởi vậy tôi muốn tìm nguồn vui là tôi hay lên mạng lang thang rồi. Thì cũng có chút thấy hồi nãy đây vui vui nên chụp hình nhảy nhảy gì đó. Rồi chụp thấy cái ông kia, ông thấy cái hình hay quá, ông đòi mua tấm hình đó của tôi thì tôi bán, tôi hay chụp mấy tấm hình tôi câu like thì giờ tôi bán rồi giờ đó nãy ông vô ông đưa tiền nè. Anh thấy chưa, đâu phải tại em đâu. Em là rất là trong sáng mà. Bây giờ tôi không biết. Bây giờ anh là quản lý của cổ. Tôi với cổ rất trong sáng. Anh trả lại sự công bằng cho tôi đi. Đúng rồi. Anh trả lại cái nét đẹp nguyên thủy của tôi lại cho tôi đi. Tôi không có đẹp hơn. Đó rồi. Cái gì nữa? Báo mới đăng. Đăng gì nữa? Hương Trinh bỏ đại gia lấy trai xấu. Cái gì? Lấy trai này nè. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì? Tôi chưa hề chụp một tấm hình nào của mấy người hết trơn. Hình là thằng này chụp. Đúng rồi. Thấy không? Đừng có vui quá với quại tôi. Hồi nãy tôi nói rồi, tôi chụp á vui vui á, cái ông nội này thấy hay quá mới mua lại đóng tiền nè. Ủa mà sao kỳ vậy? Cái tôi mua là tại vì ông này ông trả tiền chứ tôi đâu có trả tiền. Tất cả mọi thứ là ông này ông làm hết nè. Cái gì vậy? Ông muốn cho gà của ông nổi tiếng, ông làm bất chấp. Ông muốn cho nổi tiếng, ông kiếm tiền ông bất chấp hết. Trời ơi. Thì ra là anh quản lý tôi, anh cố tình á, anh làm vậy để tôi có scandal. Gã đại gia để ông lấy mấy trăm ngàn đô đó. Ông này ghê lắm, tôi bỏ, tôi không làm việc cho ông nữa. Trời đất ơi. Phải anh đó phải không, về đây anh phải không? Tôi cắt hợp đồng không làm việc với anh nữa. Cái gì vậy? Anh mình về lấy nhau đi anh đi. Hả? Trời ơi, hay quá em ơi. Trời ơi. Ông à, bỏ đỡ nữa. Cái gì? Em có đi. Sao còn em... cái như vậy là chúng ta đã trải qua tình huống buổi tối đó, một thông điệp rất là hay, ý nghĩa. Truyền thông là một con dao hai lưỡi, nếu chúng ta sống một cách bình tĩnh, sống một cách đàng hoàng, nghiêm túc, làm việc nghệ thuật một cách gọi là đúng đắn thì không sợ gì cả. Tuy nhiên nếu mà dựa vào truyền thông, dựa vào những cái việc làm xấu xa đó để mà có cơ hội thăng tiến một cách không chính nghĩa thì từ từ sẽ lụi tàn hết. Chắc chắn là như vậy. Và bây giờ sẽ là tình huống cuối cùng để xem các vị khách mời khi cùng nhau chung sức tạo ra tình huống như thế nào. Đó là Tiếu Lâm Hội. Kính thưa quý vị đã theo dõi ba diễn viên đã ăn ba buổi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng họ đi vào buổi khuya để coi họ ăn khuya hả? Ăn khuya. Mập lắm. Không, nhưng mà bảo đảm ăn cái này không bao giờ mập. Mà có thể mập mình, mập mình đó. Dạ. Yeah. Quý vị hãy coi, coi ông Tào ông La chúng tôi xử trí cách nào để cái buổi khuya này cô nó ra sao. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay như quý vị đã biết, ngày hôm nay chính là họp báo ra mắt phim Hai Nàng Một Chàng. Và kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai nhân vật nữ chính của bộ phim này và một nhân vật nam chính của bộ phim này. Và chúng tôi xin giới thiệu người mẫu đỉnh cao Charlie. Diễn viên xinh đẹp đó là cô Thị Thắm. Ôi,
và nam ca sĩ Charlie. À, bây giờ chúng ta sẽ tới phần giao lưu. Như tất cả quý vị đã biết thì anh Charlie là một người không cha không mẹ, không nhà không cửa. Anh sống ở cô nhi viện từ nhỏ, được mọi người nuôi nấng rồi trưởng thành. Bây giờ chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Charlie. Dạ, lời nói đầu tiên cho tôi chào bà con cô bác. Tôi có đính chính vậy là thật ra là theo thời thế bây giờ ai cũng có một cái tên để mà theo đuổi cái thị thế bây giờ, phải đổi một cái tên nó tay tay quá tay, xíu. Charlie. Hồi xưa em tên Đực. Hồi xưa tên gì? Tên Đực. À, Đực hả? Dạ, nhưng mà theo thời thế phải đổi cái tên cho nó nổi tiếng. Nên là Charlie gì đó nãy anh đọc sai rồi. Cái nguyên văn của nó là tên Seri. Là hồi xưa trước khi em nổi tiếng là em bán Seri. Dạ. Dạ, kính thưa anh, kính thưa quý vị khán giả. Được cái sự thành công ngày hôm nay, em xin cảm ơn chú bảo vệ. Chú bảo vệ nào? Chú bảo vệ nào? Chú bảo vệ đã coi xe giùm em để em có thể thoải mái lên sân khấu diễn xuất. Em cảm ơn chú bảo vệ đã góp sức rồi. Dạ, và sau đó em xin cảm ơn chị căng tin. Dạ, chị căng tin cũng hỗ trợ về nước uống. Nhưng quan trọng nhất, người này em nhớ suốt đời. Ai? Đó chính là anh Bảy Điếc. Bảy Điếc. Anh Bảy Điếc làm âm thanh. Ảnh đã làm cái mua một cái dàn loa thật là ấn tượng và cái dàn mic rất là hay để mà ảnh chỉnh khi mà em hát nhép khán giả không phát hiện ra được. Em xin cảm ơn ảnh rất nhiều. Và cuối cùng vì gia đình của em, em xin cảm ơn ông nội bà nội đã phù hộ cho em, được khán giả yêu quý mến. Em xin hứa sẽ cúng kiến đầy đủ cho ông nội bà nội em để tiếp tục ủng hộ cho khán giả yêu quý em. Và em xin hết. Cái thưa quý vị, nói chung là vừa rồi là những lời tâm sự vô cùng thật thà, chất phát. Nguồn gốc của mình không quan trọng, quan trọng là biết vươn lên. Cảm ơn những người đã hỗ trợ mình, là chú bảo vệ đã giữ xe, anh Bảy Điếc đã nghe nhạc. Nói chung là tốt. Ông nội bà nội đã phù hộ. Ông nội bà nội đã phù hộ. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần giao lưu và nói chuyện thân mật gần gũi với lại người mẫu Holly. Xin mời Holly. Holly, tại sao có cái tên này? Mọi người thường thấy em xuất hiện trên sàn diễn với một đôi chân dài 80 mét, nhưng mà mọi người không có thấy được và không có ngửi được cái mùi thơm trên cơ thể của em. Anh lại gần đi. Hả? Anh lại gần em. Dạ, mùi nước hoa này là mùi em mới mua em phát về. Cảm ơn. Dạ, cái mùi là cái mùi đặc sản của em từ khi em còn nhỏ đó. Mọi người thường có một cái mùi thơm nào đó trên thân thể mình. Dạ, em thì em có một cái mùi nó rất là lạ. Và bạn bè thường hay nói em là bé hôi. Nhưng mà bé hôi hả? Dạ, bé hôi. Nhưng mà các nhà tài trợ nước hoa nè, của Pháp nè, hay là lăn khử mùi em đều không sử dụng. Tại vì em muốn đó là một cái bản sắc riêng của em. Và em giữ cái mùi thơm đó tới tận bây giờ. Nên em lấy cái biệt danh của em là Holly. Tức là vừa hôi vừa lì á hả? Dạ. Holly là một người phụ nữ xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền quý danh gia dòng tộc. Nhưng vì quá đam mê nghề người mẫu nên đã vứt bỏ tất cả, gạt cái chuyện giàu có của ba mẹ qua một bên để bước chân vào showbiz. Và sau đây chúng ta sẽ cùng giao lưu gặp gỡ với lại một diễn viên nổi tiếng, đó là cô Thị Thắm. Hoàn cảnh xuất thân vô cùng đặc biệt và hiện nay cô ấy đang cô đơn. Thường thì có rất nhiều người đàn ông ngoại quốc yêu cô ấy, nhưng mà một năm rưỡi nay thì cô ấy cũng chưa đến với ai và hiện tại đang độc thân. Đó là lời chia sẻ trên báo. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe những lời chia sẻ thật lòng từ chính cô ấy. Xin mời Thị Thắm. Kính thưa tất cả mọi người ở đây. Giọng hay không? Hay đấy. Hôm nay thì mình muốn được giải thích một tí về cái tên Thị Thắm của mình. Nó là như thế này. Thời đại bây giờ có quá nhiều người là cứ chạy theo phong trào ấy, tây ta lẫn lộn, kiểu đặt tên giống như là David Hùng, rồi Jolie Trương, rồi Maria Hodo Quách, đại khái thế.
Cho nên là mình muốn tạo ra một cái gì đấy rất là khác biệt. Đó là bằng cách là mình trở về với nguồn cội quê hương với cái tên là Thị Thấm. Đấy. Rồi, xong chưa? Xong rồi. Không nói gì thêm hả? Nói gì bây giờ? Nói gì thêm về cái vụ mà tại sao độc thân tới giờ này đó? À thì tại vì là... Tại vì mình cảm thấy là cuộc đời mình có quá nhiều thứ cần phải cống hiến. Mình phải cống hiến cho gia đình, cống hiến cho nền điện ảnh nước nhà, cống hiến cho toàn thế giới này. Cho nên là mình quyết định là mình cần phải độc thân. Với lại về cái chuyện mà sinh con ấy, mình cũng quyết định là mình độc thân và không sinh con là tại vì là cả thế giới này có quá nhiều em bé mồ côi. Vậy tại sao mình lại phải sinh thêm cho một đứa bé? Bên đại đại khái là... Có nên là... Đang họp báo. Trời ơi. Thì tính của mình là về hương đồng gió nội là Thị Thấm. Cho nên là mình sẽ nói cái gì cũng thật lòng, mình không cần phải giả tạo. Đang họp báo, trời ơi, báo chí nó đánh giặc bà chết sao? Kệ chứ, như thế mới tạo nên sự khác biệt của mình. Đúng rồi, một diễn viên cá tính, phong cách, đúng không? Và rất hương đồng gió nội Thị Thấm. Đấy, rồi cảm ơn những lời chia sẻ vô cùng mộc mạc của Thị Thấm nhá. Đến nay vẫn chưa có ai yêu à? Vẫn chưa à? Cái này nên báo tại sao tức là vì là mình muốn cống hiến nhưng mình không dám có bạn trai hay sao? Có nghĩa là nói chung là cũng tình khi thất thường ý. Hôm nay thì tưởng mình yêu, hôm sau ngoài ra là mình ghét nó thật tệ. Hôm sau nữa yêu cũng tưởng là mình dâm nhiên hết đến nơi, ngày hôm sau mình ghét đến cả công ty của nhà nó. Thế bây giờ làm sao? Mình sinh ra nó hơi kiểu bị bấp bênh ấy, kiểu tâm lý nó bất ổn định ấy, hiểu không? Cái này giống như bị thần kinh á. Đấy, như thế. Bắt đầu óc nó bắt đầu bùng phát này. Đừng đến nữa, là khó kiểm soát lắm. Rồi, tôi bà riêng góc trời đi, bà riêng góc trời đi. Thấy bà chụp áo tôi nghi rồi. Bà quên được đúng không? Kính thưa quý vị thân mến, sau đây sẽ là một đoạn nhạc về phim Hai Nàng Một Chàng. Đó là OST của phim, nhạc chính của phim, qua phần trình bày của nam ca sĩ Cherry. Xin mời. Mời nam ca sĩ Cherry bước vào chính giữa. Chúng ta sẽ tái hiện là một đoạn nhạc trong phim. Và sau khi kết thúc đoạn nhạc này thì sẽ sự xuất hiện của hai nữ chính tranh giành một chàng trai đẹp. Yeah. Rồi, tất cả chuẩn bị nha. Dạ, thực ra cái tựa này cũng bị đổi rồi. Thực ra cái bài gốc mà em sáng tác là cái tựa đề nó không phải là một chàng hai nàng một chàng. À. Cái tựa gốc của nó là anh và em chưa làm gì hết. Rồi. Bây giờ sửa lại. Một chàng và hai nàng, hai nàng trông thấy một chàng đi ngang hai nàng nhìn chàng đi ngang, một chàng với hai nàng, một chàng với hai nàng. Ta cùng nhau đi ngang, một chàng cùng với hai nàng mà thôi. Thế bà đọc rap kìa. Oh yeah, một nàng và với hai chàng, anh nhầm. Mời hai nàng một chàng vô trong ghế ngồi lại. Em đóng MV rất là nhiều rồi. Tại vì em là siêu mẫu mà. À. MV này là cái MV mà thoại nhiều nhất của em. Quá trời. Lời thoại nhạy cảm quá. Hy vọng phim này sẽ có người coi. Chung đi. Hy vọng rằng phim này sẽ có người coi. Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện lại cái cảnh mà hay nhất của phim. Cái gì đấy? Cái cảnh mà Thị Thắm hung ca sĩ Cherry. Đó. Rồi, mời, xin mời. À thế à? Cái cảnh hay nhất trong phim á, lúc mà hai người gặp nhau trên đỉnh núi á. Nào, nào, ra đây. Đó. Có cơ hội đấy. Đấy mà. À, em làm gì vậy? Em làm gì vậy? Đang trên núi mà, đang trên núi mà. Anh ơi, hả anh, hả anh. Wow. Wow. Wow này. Em ơi. Chị muốn nói với em một điều là em trai của chị nói là rất là nhớ em. Hôm nay hình như là vội bắn đứng nhau hay sao á. Ồ, đó chỉ là quá khứ thôi. Nhưng giờ hiện tại, nhờ cô gái này không tôi hai cái, tôi đã xác định được giới tính của tôi thử rồi. Rồi, làm lại đi, làm lại đi. Quân Thành, làm lại đi. Anh ơi, hùng ơi, anh ơi, cắt đi anh. Chứ để bà hồi bà xé quần sáo. Cái cảnh này bà diễn phiêu quá rồi. Một năm rưỡi không có ai mà có cá kia mới hôm nay được. Thị Thắm, bớt lại. Biết 5 năm rưỡi rồi, mình biết 5 rưỡi rồi. Năm rưỡi rồi. Hít thở sao vô. Đừng có bộc lộ cái cá tính nhiều quá. Và kính thưa quý vị, như vậy là cái thời gian họp báo của chúng ta đã kết thúc cái phần giới thiệu. Bây giờ ai có câu hỏi gì, có ý kiến gì, các nhà báo, các anh chị phóng viên, ai có thắc mắc gì xin mời câu hỏi trực tiếp lên ban tổ chức sẽ giải đáp thắc mắc. À chào chú. Chú muốn hỏi gì? Chú làm bên cơ quan nào, báo đài nào? Chú hả? Hả? À? Chú làm giáo viên. Giáo viên hả? Ừ. Hôm nay là nghe nói là họp báo con chú. Con chú là ai? Nè, cô Được nè. Ủa đâu có thằng này, nó ở trong cô đi viện mà. Ờ, cái đây. Cái gì? Rồi. Chú ơi, cái gì vậy? Sao mà? Này, ba lên là ba chúc mừng con mà. Chúc mừng cái gì? Trời ơi. Chúc mừng con ra đĩa. Ra đĩa gì? Bữa nay là cái buổi họp báo người ta. Vì báo chí biết con là một thằng mồ côi, nhờ ông nội bà nội phù hộ mới nổi tiếng. Bây giờ ba má vậy đây. Đây là ba thiệt đúng không? Ủa rồi lỡ rồi sao mày không nói luôn rồi nhờ tao phù hộ luôn đi. Chừng nào ba lên bàn thờ. Chứ nói vậy giống như là tao chết luôn rồi. Chừng nào ba lên bàn thờ mới phù hộ con cho con. Ngộ này ba còn sống mà hiểu không? Cái này là cái cách PR phim cho người ta tội nghiệp con. Nhưng mà ông có phải là ba ruột không? Ba ruột cho nên... Ba ruột thì đi về đi. Lộ hết hiểu không? Lộ cái gì mà lộ? Đang giới thiệu đây là mồ côi vừa phát triển thành người. Vậy có ông trai già xấu xí đâu ra vậy? Ở đâu xấu xí? Chứ ông tưởng ông đẹp hả? Tôi già già chứ cái nét tôi còn đậm đà lắm à. Đậm đà gì? Biết mà, con hiểu ba mà. Bây giờ ba thương con. Ba đi về đi, ba nói ba không phải là ba của con vậy thôi. Không được. Không, mày nổi tiếng chút xíu cái là mày chối bỏ cha mày là sao hả? Ba chơi vậy, ba chơi kỳ. Hồi đó con đi làm ca sĩ ba không cho, ba ngăn cấm, buộc lòng con phải trốn nhà, con đi bán series để con nuôi, cuối cùng thành ca sĩ nổi tiếng. Giờ ba chạy tới ba nói giờ bây giờ sai là nghe. Con là sao sai nghe? Cho ăn học đàng hoàng, cha là nhà giáo mà đúng không? Cha bắt con ăn học đàng hoàng mà con muốn làm ca sĩ, cha cho con đi bán series để con vừa bán vừa rao vừa tập hát luôn nghe. Là ba đúng tính đó. Cho con hả? Cái này là của ba tính cho con ba hả? Ba tính từ nhỏ con lăn ra đời luôn đó, hiểu chưa? Dạ đúng. Cái giọng của con là ba truyền lại nè. Là ba bắt con đi rao bán cho ri xong rồi con hát hay con nổi tiếng. Đúng rồi. Là nhờ ba đào tạo. Ba đào tạo nhưng mà không ngờ con trốn ba, thấy không? Con ba. Lên Sài Gòn. Đây giới thiệu bạn gái mới của Cherry. Đây cô Thắm. Người đã đóng dấu hai nụ hôn lên mặt anh ấy. Dạ còn đây là bạn trai cũ của em trai của con. Bạn gái hả? Này chị dâu. Bạn gái đây. Dạ, bạn gái này chị dâu. Sắp tới. Bạn gái hả? Dạ. Có chịu cưới không? Cái đó từ từ tính sau. Không có chịu cưới hay không chứ nó già rồi. Phải cho nó cưới chứ. Có cưới không? Ai nói vậy? Này. Bác. Ai mới bảo gì? Hả? Ai mới bảo cái đây là cái đây là gì? Ờ đây là bồ tôi, sắp tới tôi sẽ là làm thăm. Cái gì vậy? Ủa, ông làm cái gì vậy? Con tôi cái gì kỳ vậy? Tôi nói cho bác biết nhá. Đây là con gia đình đàng hoàng nhá. Năm đứa con ở nhà nó không chăm. Nó lên đây nó bảo dòng họ chắc chết hết rồi à. Là nó chưa có người yêu. Là sao? Thì ra mà thích người nghĩa vậy hả? Chúng ơi! Vợ con đấy. À, nó lấy con mười mấy năm rồi.
như máu huyết của con nó tứa ra cho con năm đứa nó bỏ nó đi. Vợ chú á, vợ này sao chú già thế? Bây giờ đấy, đấy, chăm con đấy. Đến đây để người ta chửi thẳng vào mặt là mình già quá thì có biết ngượng không? Chấp nhận thương đau. Cho nên thế thì không thể nào để cho con vợ mình mà nó lăng nhăng như thế được. Thì mình chỉ ở đây thôi, mình có làm cái gì. Bây giờ con yêu một người mà có năm đứa con rồi sao hả? Mọi người chú ý này, chúng ta đã họp báo ở đây có tất cả phóng viên. Những câu chuyện này nếu còn nói dài nữa người ta sẽ đăng lên trên báo. Chúng ta sẽ nhục mặt hết, tất cả sẽ lụi tàn hết. Tất cả chỉ là một show diễn mà. Không sao, chú giờ tôi diễn đi gì mà diễn. Chú giờ cũng nhục mặt rồi. Làng xóm láng giềng kêu là có thằng con là ca sĩ, tại sao nó không nhìn mặt cha là con nói thật với chú nhá. Trong cuộc đời con chưa bao giờ thấy người cha nào mà phải đau khổ như con vì chú. Hợp quá, hai chú người hợp quá. Mời vô ghế ngồi, mời vô ghế ngồi nói chuyện. Rồi. Không, anh phải để cho em nói chứ. Chú là chắc do anh ở vô phúc cho nên mới gặp thằng con như thế này. Đến cha mình còn. Đến cha mình còn mà nó vẫn nói nó mồ côi là nó quá khốn nạn rồi. Nói chung là ở đây là chỉ có cái cô Holly là đứng đắn nhất. Hồi nãy giờ là cô nghiêm túc nhất. Gia đình giàu. Ai đây? Holly ơi, Holly. Mẹ ơi. Trời ơi, con ơi con. Dạ con đây, con đã chưa mua vé máy bay cho mẹ sang Maldives. Ở khách sạn 5 sao 2 ngày 1 đêm mà sao mẹ đi đâu đây vậy mẹ? Cái gì? Maldives cái gì? Trời ơi. Maldives. Trời ơi. Maldives gì đâu? Bác là à là gì của Holly? Mẹ em. Má nó. Ủa sao nói là cổ là danh gia vọng tộc mà nhìn bá bèo như cá kèo vậy? Đúng rồi con. Danh gia vọng tộc cái gì, nhà tôi ở ngoài miền Trung rồi tôi đẻ nó ra nè. Rồi tôi nuôi nó cực khổ, ngày nào cũng nuôi nó hết trơn á. Rồi hả, nhiều bữa cả nhà không có cái gì ăn hết trơn á. Cái tôi nấu kho nồi cơm, nấu nồi cá, nấu nồi canh. Cái tôi nói là con hay con, ăn hay ăn, ăn đổ cho chó nó ăn, đóng cái cửa cài cái tiền, tét cái đèn là đi ngủ. Đó. Sao? Nó sao nói danh gia vọng tộc. Thì đó rồi nó ăn nó ngủ rồi mới nó ăn cái kiểu gì mà bây giờ nó cái đầu đi vô Sài Gòn cái làm cái danh gia vọng tộc cái gì ở ngoài kia là ngoài quê là nó hàng ngày là phải là mặc quần đen là bà ba nè chạy ra ngoài kia bắt cá phụ với tôi mà vô đây cái gì bị đặt kim tuyến kim xe hạt lựu hạt dưa đó trời bà. Mà tôi nói thiệt nha, con tôi á không phải là cái này là tôi giặt áo cho người xem lưng. Ngày xưa biết không, nó đen như cái con nhỏ này nè. Đó, anh nó đen như cái áo con nhỏ này nè. Đây là chồng của con này, đây là chồng của con này. À, nói chuyện với ổng đi, nói chuyện với ổng đi. Bày đặt không biết làm sao á, bà đi ra, bà nhúng vô, nhúng hồi gì này. Bà trắng tư, bà như cục bột vậy đó. Bà qua mặt tôi luôn, chắc ngày xưa tôi đẻ con tôi biết mà tôi đẹp dữ lắm. Nên con tôi nó mới đẹp y chang vậy, ông thấy tôi đẹp à? Nãy giờ tôi nói nếu mà bà đàn ông mà tôi nghĩ chắc là nó cũng lấy lại ai á. Chứ cái tướng không, bà vậy mà không hiểu tại sao nha, tôi cái tướng tá tôi gì mà ra đường ai cũng nói tôi giống Minh Nhí. Bác cho con hỏi tâm là ở ngoài miền Trung bác cực khổ dữ lắm hả? À, cực khổ qua trời qua đất là nói làm ruộng không à hả? Không, làm cá, ngày nào làm cá mà riết cái tóc qua nó cháy như cái ổ rơm gì mà ai cũng tưởng. Trời ơi, cái móng chân bác còn đẹp hơn cái màu áo của con vậy á. Móng chân này làm là ruộng gì mà ghê gớm vậy bác? Bữa hôm con hồ lì đó nó mua chai sơn giờ cái nó nói là má ngầu lại con sơn cho má. Rồi nó sơn lại cái bàn chân tôi giờ như bàn chân quỷ hả không? Chân tôi phải đứng với cha này y chang cái mèo. Mà anh hỏi nè, không phải là má con đẹp quá hả? Cái gì? Không phải má con thiệt lắm. Má con thiệt. Sao giống đồ bính gian quá vậy? Không phải. Không phải, tôi ngày xưa tôi đẹp dữ lắm mà bắt cá mỗi ngày mà nắng nó đè mà lùn xuống hết trơn. Ngày xưa em cao. Cao bao nhiêu mét? Dạ cao, em cao cũng mét tám mấy anh ơi. Anh ủa, mấy lão nãy giờ nói chuyện mà duyên quá, cái mặt con dê chó giống Chí Tài quá anh lai vậy. Ủa ai vậy? Dạ thầy. Dạ thầy, dạ má, thầy này đó dạ, là ba. Tôi là giáo viên. Đây là cha của con này. Ba của con này là tên là giáo viên Tấn. Quá vợ. Còn... À, quá vợ. Đây là quá chồng. Đó. Dạ, chồng em chết rồi em còn nhỏ. Thôi bỏ luôn đi nghe. Dạ. Tôi sợ. Dạ. Nó đi lên đây tội nghiệp lắm. Nó mơ con người mẫu Ngọc Trinh
qua đó rồi là nhúng trắng y chang, là mượn bộ đồ Ngọc Trinh mặc cái trơ, làm gì có quần áo đâu. Bác ở quê mà bác cũng biết luôn hả? Biết chứ, trời ơi, Ngọc Trinh nổi tiếng qua mà, nó da nó trắng hơn tôi là tôi biết hết á. Rồi sao cho con đi thi hoa hậu đi. Cái mặt này thi hoa hậu biết bà được nè. Thôi đừng có thi. Ngày xưa tôi thi tôi lấy giải rồi, nguyên cái xã nó đồn tôi mua giải, tôi nhục dữ lắm. Thôi đừng có thi con ơi. Bà nó đồn đúng mà. Anh ơi, anh nãy giờ mình họp báo về bộ phim mà mình nói xạo nó xạo, mình chém gió không, bây giờ tự nhiên báo biết mấy vụ này bộ phim mình đi về đâu anh. Thì lỡ rồi tài lè luôn đây. Em về quê chứ đi về đâu. Ông Giang quản lý bước qua đây. Ông qua đây. Tại sao có để cái chuyện này xảy ra hả? Tôi đầu tư biết bao nhiêu tiền để làm bộ phim mà hai nàng một chàng này hả? 5 triệu đô cho nó phải ít. Bây giờ làm sao mình bây giờ làm những cái trò như vậy là sao, ảnh hưởng tới uy tín của tôi. Anh bình tĩnh đây. Bình tĩnh cái gì? Sẽ có người giải thích với anh. Mời bác. Bác ơi, bác mời bác qua trò chuyện. Trò chuyện gì? Qua đi mát. Trò chuyện tại sao xảy ra chuyện hôm nay. Mời bác qua trò chuyện. Ủa trò chuyện đó hả? Ông này bên nhà tài trợ dèo lắm. Tôi không phải nhà tài trợ, nhà sản xuất là dèo lắm. Nói trời ơi, ông là nhà tài trợ đó hả? Tôi không có tè mà tôi tài trợ. Ông tè trợ hả? Tôi nói cho ông anh biết, tôi tìm được em của ông anh rồi. Đây nè, hai anh em gặp nhau đi, hai con ve chó y chang à, qua gặp nhau đi. Ồ, cái gì vậy? Ông về lại. Ba của cậu ca sĩ Sơn. Không phải anh em tôi rồi. Anh em tôi là săn chắc lắm, chúng có sợ gì mà lộ bộ. Không, ông này ông sợ là tại chắc chích buông tóc nhiều lần đó, nó căng không chịu nổi, nó sợ. Sao bởi dưới quê có gì bạn biết chơi vậy? Không, tôi dưới quê chứ tôi nhiều chuyện lắm. Làm thì ít chứ nhiều chuyện là nhiều. Giờ sao con muốn má và Trần hay là giờ nếu mà con ấy thì giờ ấy đi. Con cho má ít tiền để má đi ra ngoài má chơi bài rồi xong rồi má khỏi nói chuyện với chuyện gia đình mình được không con? Nói chung là cái profile mình giới thiệu là xạo, nó không có. Cuộc đời người ta là khác biệt, mình vì PR phim, vì kiếm tiền mà mình làm ra một chuyện lừa dối khán giả đó. Giờ anh giải quyết đi. Đúng rồi, bây giờ tôi nói cho ông chủ nghe nè. Bây giờ ông là cái nhà sản xuất à, diễn viên đâu cần nhất thiết là phải giấu cái hoàn cảnh gia đình mình như thế này như thế kia. Thì đúng, cái chủ trương tôi đâu phải là giấu. Không giấu tại sao đi lên dẫn cho người gì nói đàng hoàng như thế này. Đó là lỗi của ông này nè. Hả? Tôi giao hết cho ông rồi, ông làm gì, ăn kêu gì vậy? Ủa, bây giờ tôi nói cho anh nghe, anh là sản xuất thì bây giờ mình phải nói tốt đẹp về ba diễn viên này thì khán giả mới có cái cảm tình, người ta vô coi. Chứ giờ nói à con nhỏ này có má đánh bài, con nhỏ này 5 đứa con có chồng bỏ chồng, này nè, cha làm thầy con đốc sách, rồi ai mà vô coi phim. Ủa ông kêu kiếm tiền cho ông, tôi phải nói vậy chứ, tôi muốn nói vậy hả? Cậu nói vậy là sai rồi. Công ty của tôi là công ty gì? Hả? Công ty gì? UTVCT. Là gì? Uy tín và chân thật. Làm như này chết rồi mà tôi không cần biết. Bây giờ tôi bỏ ra số tiền 5 triệu đô. Cậu tính sao tính nghe. Tôi không tính gì hết. Bây giờ tôi từ chức. Từ chức? Ai cần tôi từ chức nghe. Đó là giải quyết cho tôi. Giải quyết nghe. Giải quyết gì nữa? À, tôi 5 triệu nữa thôi. Ở đâu ra mà đền? Cái gì? Phim chưa quay mà tiền 5 triệu gì? Quay rồi mà. Họp báo ra mắt phim là chuẩn bị quay thôi. Hiểu không? Cậu nào premiere mới là chiếu phim. Trời ơi, không ngờ ông này ông chưa biết chữ nè, chưa đọc chữ nè, bởi vì vậy không biết ra mắt. Đi. Thế ông nghĩ sao? Tại sao? Bây giờ 5 đứa con tôi, 5 triệu đô của ông bằng 5 đứa con tôi không? Hay là bây giờ mình biến hết cái này thì mình làm một cái show gọi là show lật mặt đi. Cái gì? Ban đầu nó như thế, nó hào quang lung linh, mình lật một phát, mình lớn như là vứt tạch vắt dưới đất, xong rồi mình lại lôi kéo khán giả, mình lại tạo scandal để cho khán giả đến xem. Thế là cuối cùng là mình vẫn được tất cả. Được cái gì? Thôi, không nói. Tôi không thích những cái người giải hơn. Dẹp hết cho tôi. Dẹp đi. Đi về học lại. Dẹp hết. Dẹp đi. Coi như bỏ luôn. Bỏ luôn. Bỏ cái phần 5 triệu đô đấy. Coi như mày không có trách nhiệm gì. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Bỏ đi. Đi hả? Đi về vậy? Đi về. Đi về luôn. Bỏ đi. Đi về thế này đi. Bỏ đi. Kính thưa quý vị, qua cái buổi ăn khuya vừa rồi thì chúng ta có một cái thông điệp là khi chúng ta làm bất cứ một cái sản phẩm về nghệ thuật nào, chúng ta cũng có nên có sự thành thật và đừng nên
tạo những cái scandal để cho PR cho những cái sản phẩm của mình, đó là điều không tốt. Ai trứng cút hộp vịt lộn, hộp vịt giữa, hộp vịt lộn bún bò đi. Cha mẹ khỏi tìm ra mình, cái mình mua cái này mình hung nhau mình chê mà cái này để. Lúc đó 17 năm về trước, má em quăng em ở ghế đá này. Ê, cái dép này mua ở đâu đẹp quá vậy? Kệ người ta, cái dép là của người ta. La 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 la. Em mới 18 tuổi nè anh. Dạ, em là Tuấn Chi mẫu body bốc lửa nè. Nhìn em có body bốc lửa không nè? Đấy rồi. Khi buồn thì hãy nhớ đến chúng tôi, bởi vì tên của tụi tôi là Hồn Quang Yêu Lâm. Đừng vì một chút khó khăn mà quên đi nụ cười. Nào hãy đến với chúng tôi, Hồn Quang Yêu Lâm. Tôi là ông Tào, tôi thường đi với ông Lào. Tôi là ông Lào, tụi tôi hay đi chung với nhau. Tôi là ông Lào, tôi hay đi với ông Tào. Không quên mà người. Chuyện công viên, những điều mắt thấy tai nghe nhưng e dè không dám nhắc. Công viên mà đông người quá đó, cái mình muốn cho cha mẹ khỏi tìm ra mình, cái mình mua cái này mình hung nhau mình chê mà cái đây. Bà lão yêu thiên nhiên Thanh Vân. Cái máy mới là hôm qua tôi đu lên trển, tôi đánh xà đôi 100 cái. Bữa nay nghe đi, sao mà nó lại gãy hết trơn hết trọi vậy? Người phụ nữ bán cà phê bệt Lê Thị Dân. Em đây bán cốc cà phê nhưng em không bán chén cà phê. Cậu bé bán hàng lắm chiều Vũ Đa. Ai trứng cút hộp vịt lộn, hộp vịt giữa, hộp vịt lộn bún bò đi. Sẽ kể cho chúng ta những câu chuyện sinh động và những tình huống bất ngờ. Nó liều lĩnh, nó dám cởi đồ ra. Bây giờ anh cho em cởi đồ em. Con đang chưa lấy bờ môi mày, cái con giả một cái là mày thành bờ rượu. Chương trình Hội Quán Tiểu Lâm mùa 2. Vì lý do sức khỏe mà hôm nay hai nghệ sĩ Trường Giang và Khởi My vắng mặt,
Tuy nhiên, quý khán giả đừng lo lắng, chúng ta sẽ gặp lại họ trong chương trình tuần sau. Xin quý vị một tràng pháo tay để chào mừng ba vị khách mời có mặt ngày hôm nay. Để cho thay đổi không khí một chút xíu, hôm nay Chí Tài sẽ không giới thiệu mà muốn từng vị khách mời giới thiệu về bản thân của mình. Đầu tiên, Woman in Black, phụ nữ áo đen. Em giới thiệu về bản thân của mình. Bà đâu, woman, woman too, woman too. Yes. Do you know? Em không biết tiếng nước ngoài. Em chi à? Em chi? Hoài tôi à? Hả? Hoài tôi à? Em giới thiệu em tên gì, em từ đâu tới? Rồi, biết rồi. Mời em. Em xin tự giới thiệu, em là cô gái xứ Thanh. Hôm nay em đến với hội quán Tiếu Lâm. Nghe nói hội quán bán gì thì em bán cái đó. Đấy. Mà nghe nói là ở đây là nhiều người nổi tiếng lắm, nên em cũng muốn được nổi tiếng, nên là em đã quyết định đến với hội quán Tiếu Lâm. Mình thì cũng chân ướt chân ráo đến đây thì có gì thì những cái bước chân mà tiếp theo mà chưa làm tốt thì nhờ Chí Tài là có giúp đỡ mình nha. Dạ vâng. Đó. Em là Lê Thị Dần, và lời giới thiệu của em đến đây là hết. Em là Thanh Dân, bụ bẩm dễ thương, khán giả thường gọi em là Dân Mộc. Dạ, em đến đây bởi vì nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Vì thích cười, thích yêu đời, cho nên em tìm tới với lại hội quán Tiếu Lâm. Người cuối cùng là một người rất đẹp trai đứng kế bên Chí Tài. Em. Dạ, đẹp trai không mọi người ơi? Hơi đẹp thôi. Chị không nổi tao rồi. Chí Tài cũng đẹp trai nhất. Kiềm hãm là kiềm hãm. Anh làm em tăng động. Dạ, sau đây em xin tự giới thiệu về sơ yếu lý lịch của mình. Em tên là Lê Vũ Đa đó. Em sinh ra ở miền Trung. Em là con cháu ba đời của dòng dõi vua chúa Hoàng Cung. Ba em thì bán lò nung. Còn má em thì thích bán bún. Còn anh trai thì thích chơi bắn dây thun. Còn em gái thì thích chơi bắn cung. Còn thằng em trai thì giới tính nó cứ lung ta lung tung, nó cứ chung chung, cho nên nó bán giải nhung ở chợ cây xuân. Chưa giới thiệu em à. Cắt gọi ba cứ hà. Dạ xin cảm ơn, em nói tiếp nha. Dạ. Còn em thì nói chuyện lúc nào cũng rung lung ta lung tung á. Mọi người ơi, mọi người hãy cho em một tràng vỗ tay, em bớt rung. Dạ. Cố đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào bữa ăn đầu tiên. Bữa ăn đầu tiên chúng ta sẽ gặp được Hoài Linh, Thúy Nga và Hứa Minh Đạt. Dạ. Các em chuẩn bị tinh thần chưa? Đừng có gì, không có gì mà phải sợ hết trơn á. Làm gì làm, lúc nào có anh Chí Tài lúc nào cũng trợ giúp các em hết. Dạ. Có thể một là cứu mấy em, hai là mấy em cứu anh. Dạ. Bây giờ chúng ta hãy tập trung chuẩn bị vào bữa ăn đầu tiên. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Ngày hôm nay khi đến với chương trình Hội quán Tiếu Lâm 2 thì Đa cảm thấy vui lắm. Hào hứng, hồ hởi và hối hả khi bước đến chương trình này. Ở nhà Đa cũng suy nghĩ rất là nhiều mảng miếng để có thể đối đầu lại với tất cả các vị chủ quán thật là gạo cội. Nói chung là các danh hài ở trong cái hội quán Tiếu Lâm là tôi thích lắm. Đấy, mà Thúy Nga thì nói cũng được các giọng vùng miền. Tôi có xuân phúc kém gì đâu, tôi cũng nói được. Nào là mường Thái thì tôi nói được, Chí Nga không nói được đâu nha. Nhưng mà tí nữa vào á, mình phải là nắm cái thế mạnh của mình. Trời ạ. Em á là một con nai vàng ngơ ngác. Một con nai vàng ngơ ngác, nhưng mà có thể đạp nát lá vàng xanh. Yeah.
Quý vị ơi, bây giờ chúng ta hãy dùng buổi sáng vì diễn viên Thanh Vân để coi Thanh Vân sẽ làm những gì khi gặp những cái thành viên trong hội quán thiếu lâm chúng ta. Nói nhiều cũng vậy thôi, cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi. Là diễn viên khá quen mặt trên sóng truyền hình, diễn viên Thanh Vân luôn chinh phục khán giả bởi cách diễn linh hoạt tươi vui của mình. Trong vai một bà lão yêu thiên nhiên và sống hết mình vì môi trường, câu chuyện công viên của Thanh Vân sẽ mang lại những tiếng cười như thế nào đây? Khoan, để tôi đuổi con chim bay đi nè. Nó nghe nè. Đúng nghe luôn hả? Con chim đó nó có hình thôi, nó đại, nó tượng trưng thôi, đừng đuổi nó tội nghiệp. Ổ nó chết ở đây luôn rồi. Bác ơi, bác né né ra cho tụi con. Cái này nguy hiểm lắm á. Để con nghe, con vui cái cây này. Nó nghe nè, làm gì có trách nhiệm quá hả? Dạ. Nó nói tới mùa mưa rồi, tới là thăm dò cây coi cái nào mà nó giòn, nó mục rồi mình chặt nó đó hả? Dạ không, cái này cưa luôn. Cưa gốc luôn. Cưa nguyên gốc luôn. Đi luôn. Cái gì? Khoan, Dàn ra. Cái gì? Đây là sao? Không, cái này bác để cho tụi con làm việc. Bởi vì ở đây là người ta sẽ làm một cái dự án, cho nên là tất cả cây ở đây phải cưa hết. Trời ơi, trời ơi, cái gốc cây. Trời ơi, bây giờ tôi mới nhìn thấy. Trời đất ơi, cái gốc cây ở trời bên đây nữa, cây mé của tôi. Trời ơi, cây mé mới ngày hôm qua tôi đu lên trển, tôi đánh xà đơn 100 cái. Bữa nay đi đi, nó sao mà nó gãy hết trơn hết trọi vậy? Cưa rồi. Dạ cưa rồi. Cưa rồi, giờ còn có cây này là khi bác đâu? Phát hiện ra là cưa gần hết rồi đó. Dạ. Thì ra là thủ phạm là hai cậu hả? Dạ không phải thủ phạm. Cái này bác nói như vậy là không phải. Tụi con làm việc, tụi con ăn lương. À, ở đây người ta sẽ làm dự án, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Trách nhiệm của tụi con là chỉ cưa cây. Đó. Bây giờ khoan. Tránh ra đi, giờ nói nghe nè. Bây giờ vậy nè, có chừng nó ngã đi chứ. Không sao. Nó ngồi xuống dưới đi. Nó không sao. Bây giờ nói đây nghe nè, bây giờ muốn cưa cây á là không có được. Tại sao? Bây giờ cây á nó tội gì mà cưa nó? Hả? Cây là giống như sinh mạng của người ta vậy đó. Con biết là cái cây không có tội, nhưng mà tội nghiệp á là nó trúng vô cái đất dự án, cho nên là phải cưa. Không có được cưa. Với lại bác cũng tội nghiệp cho tụi con nữa, tụi con phải đi làm để mới có tiền cưa cây, mới có tiền nuôi gia đình, tội nghiệp tụi con. Cái cây á nó là lá phổi. Không, bây giờ mà cưa cây là giống như là mình phá hoại môi trường, làm bậy rồi. Dạ thật sự tụi con biết cái cây nó là lá phổi không thì con không biết, chứ con biết cái cây nó là cái gỗ. Để nó là cưa, họ biết cưa. Đừng dừng lại. Trời ơi, thấy con chim dễ thương không? Bây giờ cưa ơi, con chim á nó nhà nó đâu? Nó không có nhà, không có cửa, nó không có hộ khẩu, nó ở tội nghiệp nó không? Không lẽ nó đi thuê nhà nó ở? Nó bạn thôi, nó đang bán con chim à. Cho nó bay đi. Trời ơi, mày tránh ra. Nó bay sắp rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Trời ơi, nhà con ta đang ở gì? Xin lỗi con nghe. Không được, nhà người ta ở. Hay quá, lát đi bác sĩ chữa cái nó sừng sững lại đó, chết là. Rồi đó rồi, nãy tụi con làm theo ca mà. Bác để cho tụi con cưa đi. Bây giờ muốn cưa phải không? Cưa phải có giấy tờ mới cưa được. Nếu bác nói cưa cái cây này có giấy tờ, nếu nó thuộc quyền sở hữu của bác cho con xin giấy tờ của cái cây. Bác nói con nghe, nó cung cấp oxy cho mọi người ha, nó làm cho mình mát mẻ
ha, nó có lợi quá mà tao bây giờ mà cưa nó đi rồi, hàng ngày tao đứng đây oxy ở đâu mà tao thở. Bây giờ con hỏi bác, nếu có oxy như tụi con đi, có oxy để thở mà không có cơm để ăn vì trách nhiệm không cưa được cây, người ta không phát lương, thì tụi con sống bằng cái gì? Trời ơi, bây giờ là bao nhiêu giờ rồi mà giờ nãy giờ hai cậu còn đứng đây? Dạ thưa chị, em muốn cưa mà bác đây không có cho cưa. Không có được cưa, bây giờ ai đây? Dạ chị này là giám sát công trình. Giám sát công trình hả? Giờ nghe lệnh tôi nè, bước đây, nghe lệnh tôi. Giờ tôi nói nè, bây giờ nhìn tôi vẽ cái sơ đồ nha. Tôi vẽ sơ đồ rất là rõ ràng. Đây, chị tên gì? Tôi là hả? Tên gì? Bành thì tẹt. Bành gốm gì bà nội? Nè, ba mẹ đằng sau tôi để vậy chứ sao? Rồi, ba nghe nha, bà nhìn nè, bà tẹt. Bà đứng ở đây, đúng không? Cái tên gì? Tên gì? Tên gì? Tên Linh. Linh, Linh, Linh đứng ở đây. Tên gì? Tên gì? Tôi tên Thanh Vân. Vậy? Thanh Vân. Tình gái cho nội. Dạ, thì cha mẹ đặt sao chịu vậy thôi. Rồi. Thanh Vân. Tên gì? Thanh Vân. Rồi bây giờ làm sao? Tôi tên Thanh Vân mà. Rồi, bác nói làm sao? Đây, 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 bà tẹt đứng đây, ông Linh đứng ở đây. Ông Thanh Vân đứng đây. Còn tôi. Hả? Tôi ngồi đây. Cái tôi là ai không? Tôi là chủ. Tôi là dân, tôi là chủ. Mấy người đang chống đối chủ mấy người là sao? Không có được cưa cây. Bây giờ chị giải quyết đi, chứ em không chịu trách nhiệm của anh nổi đó. Bây giờ xếp ra giống như đang chơi sumo với nhau quá vậy. Làm sao? Trời ơi, căng quá ha. Mà bây giờ bác cũng thông cảm. Nhiệm vụ của con hôm nay đến đây là giao cho mấy em phải cưa cây, nên con phải cưa cây. Còn nữa bác cần gì bác cứ đi gặp ở trên nha. Khi nào con cưa cái ghế bác chửi. Bây giờ đứng cưa cây. Mình cưa cây không có được cưa. Ví dụ như bây giờ cái cây đó là nó mục hoang, mối mọt ăn trọng, nó mục và mình cưa để mình tránh quay nguy hiểm người ta. Còn đằng này cái cây này nè, cô nói đi, nó còn chắc còn khỏe như vậy ha, nó khỏe mạnh vậy tự nhiên cưa nó làm cái gì hả? Trời ơi, bảo vệ tài nguyên môi trường nó nói khỏe gì? Cái gì đây nè, con đứng con lầy nó còn rung mình nè, thấy không? Thấy không? Không có được, không có được, không có được, trời không được chặt. Trời ơi, cây đây mấy người chặt hết trơn á, trời từ trong ra ngoài chặt hết trơn rồi, còn có một cây này à. Thì bây giờ chặt sao? Luôn cho nó đều chứ. Thấy bây giờ để gì? Lõm chõm à. Đúng rồi, chặt luôn cho nó đều chứ giờ để lõm chõm là được. Trời ơi, tôi không biết đâu, tôi có cho chặt. Ai cưa đi? Không có được chặt. Cái gì đó, cái gì vậy? Cứu bồ đi ông. Tự nhiên ở đâu rồi tôi tới đòi chặt cây của xanh ở đây rồi phá hoại tài nguyên nguyên môi trường đi nè. Ủa sao vậy? Tại sao lại cưa cái cây này? Hỏi chị quản lý công trình. Dạ thưa thưa anh đi. Mời bác ngồi đi bác. Dạ thưa anh, thì cháu muốn nói với anh nghe là gì. Cháu là sao? Dạ tại vì nói anh là mình cố gắng thôi chứ thiệt sự ngượng miệng lắm. Con cháu nhìn anh là cháu nhớ ông ngoại cháu nhà dữ lắm. Dạ. Ngoại con cái mặt cũng sợ sợ giống như anh vậy đó. Dạ. Anh biết không, cái cây này á, cấp trên á, lãnh đạo xuống tụi con phải chặt cái cây này đi để trồng một cái cây mới khác, để nó sẽ mang cái sự xum xuê xanh đẹp cho thành phố. Cái cây này nó xấu quá rồi. Theo tôi biết đó. Dạ. Tụi tôi là dân mà, thì tụi đóng thuế. Dạ. Là để mình đóng góp phần vô về cái công viên này. Ở trong công viên này nó có những gì? Nó cho những cái cây để cho bóng mát, người dân người ta ra đây người ta tập thể dục, người ta đi giải trí ha. Thì bây giờ muốn cưa đó thì ít nhất cũng phải thông báo trước. Đúng rồi, thấy không? Tôi cần một cái giấy tờ rõ ràng, ai cũng bận bộ đồ là đổi cái đó là vô đúng muốn cưa. Dạ bác, tôi xin giới thiệu bác, con ở bên công ty cây xanh. Con tên gì? Dạ con tên là Bành Thị Tẹt. Cái gì? Bành Thị Tẹt. Bành Thị Tẹt hả? Dạ. Thấy ghét rồi đó, cái tên là ổng ưa rồi đó. Theo tôi biết là cô không phải mình Bành Thị Tẹt. Cô là Thủy Đục. Ủa Thủy Đục là ai? Cô giỡn với tôi. Dạ. Đây, có giấy tờ ở đây. Dạ. Đừng có chối. Dạ. Đây là đọc đi. Giấy cam kết nè. Dạ. Tôi là Thủy Đục, chức vụ quản lý dự án cây xanh đô thị. Dạ. Nè, cô làm giấy cam kết ha. Chuyển hứa chuyển nhượng 50 cây cổ thụ trong công viên Tiếu Lâm này. Đó, sau khi cô nhận 50 tỷ đồng trời ơi Nguyễn Văn Bé
Ủa cái này là cái gì? Trời ơi, vậy là coi như là sát hại cây xanh là mấy người này á, phải không? Mạo danh. Ôi, ác quá. Theo con nghĩ vậy nè. Theo con nghĩ như vậy nè. Hai bác đã cầm cái tờ giấy đó là hai bác đúng rồi đó. Không thấy bà này sai không? Tụi con chỉ cưa thôi, cho thôi giải quyết bà đi. Bây giờ sao? Không cho cưa cây. Tụi em là công nhân thôi, chị cưa cây anh thôi mà. Anh làm ở bên công ty cây xanh. Thì ở trên tụi tôi cấp lương và trả lương mỗi tháng cho anh. Thì biết rồi, nhưng mà anh là nhân viên, anh là làm ở trong công ty cây xanh bao nhiêu năm rồi, anh ăn lương bao nhiêu năm rồi. Tự nhiên đó. Đúng rồi. Kêu hàng xóm đây. Để tôi kêu hàng xóm. Đó người ta. Trời ơi. Bây giờ con hỏi chú nè, cái giấy này từ đâu chú có cái giấy này? Chú giải thích cho con biết đi. Mà trong khi con tên là Bành Thị Tẹt, tự nhiên trong này có mẹ Thủy Đục nào trong này. Cái tên thì tên kỳ cục vậy. Thủy mà cái... còn đục một cái nữa. Trời ơi, cái này đúng với chữ ký của chị là chị. Trời ơi, trời ơi. Không thể chấp nhận được. Thấy không? Đi rồi chị. Đi ra chỗ khác không có được cưa cây. Đúng rồi. Đưa tay. Trời ơi, cái gì mà bán đứng tôi luôn vậy trời. Chị ăn một lần 50 tỷ, tụi tôi ăn tháng có 3 triệu bạc à. Làm quá bây giờ chị. Quá trời, tụi tôi bị ra, bị chửi trước. Chị ra sao, chị bị chửi sao? Tôi làm đúng của lãnh đạo cấp trên mà bây giờ cái thằng Quỷ này cái giấy cam kết của chị mà. Bây giờ lấy cây viết ra đi. Thôi nói chung bây giờ em nói cho chị nghe, mặc dù tụi em là công nhân nhưng tiếng nói người dân vẫn là cái tiếng nói trung thực nhất. Đúng. Bây giờ khi người dân người ta không đồng ý, mình coi thử tại sao lý do người ta không đồng ý cho mình cưa cây. Còn nếu mà cưa cây vì công trình phúc lợi thì người dân họ sẵn sàng họ làm. Đúng. Nhưng mà phải ra thông báo quyết định cưa ngày nào cho người ta biết. Còn này mình không nói gì hết. Rồi lén lúc chị đi ăn như vậy. Chị ăn như vậy rồi chị nghĩ là cuộc đời của chị là sao? Sao mà cái gì mà trong công ty mà nó bán đứng tôi luôn vậy trời? Công ty là công ty thôi. Chị trả lời tôi hết. Tôi làm là thưa quý vị, chúng ta vừa ăn buổi sáng trong một cái công viên có gì chữ cái cây. Quý vị biết là một cái cây á, đốn thì rất dễ nhưng trồng rất là mất thì mất nhiều thời gian và mất nhiều công sức. Vì vậy đừng có gì lợi ích trước mắt mà đánh mất đi cái lợi ích lâu dài sau này. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tới ăn buổi trưa với lại diễn viên Lê Kỳ Dật nhé. Vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi nữa. Nổi danh với cụm từ ngôi sao hài vi diệu, tuy là cái tên còn rất mới, nhưng Lê Thị Trần đã có cho mình một lượng fan hâm mộ đông đảo. Với cách diễn hài tự nhiên, thoải mái, Lê Thị Trần sẽ so tài như thế nào với Thúy Nga trong màn đấu võ mồm để giành khách uống cà phê trong công viên? Chỗ này là bán cà phê được đấy nhỉ? Kéo mà vài chục năm nữa mình để giàu có đấy chứ. Rồi đấy. Rồi bây giờ mà đến bây giờ mà còn chả có khách nào ấy nhỉ? Mình phải là chơi cái hát thì mới bán được. Ai mua cà phê em? Có ai mua cà phê em? Xin dừng chân ghé quán em. Em đây bán cốc cà phê, nhưng em không bán chén cà phê. Ai cà phê em đây? Anh ơi cà phê em đây. Ai cà phê em nào? Sao đến bây giờ mà cũng chả thấy có ai đến cà phê mình như thế nào ấy nhỉ? Mình phải hát nhiều vào cho họ đến. Các anh ấy đến đi, đến quán cà phê em đi. Cà phê em là coi như là đến đây là coi như là được em hát là coi như là khuyến mại luôn. Hát kiểu gì cũng có, nhạc bốc rồi là nhạc trữ tình. Em chơi được sạch, tiếng Mường, tiếng Thái, tiếng Kinh gì là em chơi được hết luôn. Nên là đến đây khuyến mại đi, khuyến mại luôn đấy. Chả thấy có ai nhỉ? Đâu đây? Cà phê à? Gì đây?
cà phê. Thì mẹ, cái này cà phê của nhà con. Con bán cà phê ở đây mấy chục năm rồi. Tự nhiên mẹ vào đây mẹ cầm hai ly cà phê, mẹ quảng cáo ai mua cà phê đây là nào. Bà dở hơi à? Này, bà mới là dở hơi ấy. Ta đem ra đây tao mới vừa đi. Tao mới vừa bán cà phê đây xong rồi tao đi ra ngoài kia tao toilet cái, tao quay lại tự nhiên hai cà phê này biến thành hai là hai ly cà phê của mình rồi ngồi đây bán là nào. Thế là bà bán ở đây thì hôm nào, từ ngày nào, giờ nào, năm nào, phút nào nói thì tao quay. Này, tôi bán nha, tôi bán cà phê từ cái đời bà cố nội tôi nhá. Để lại nhá, gì là đến mẹ tôi là cũng bán cà phê này. Đến đời mẹ tôi đẻ ra tôi là cái đời thứ ba rồi. Tôi vẫn bán cà phê, chứ chưa bán được cái thứ gì khác nhá. Hết chưa? Hết rồi, đến lượt tôi. Thế bây giờ là cái cà phê này là tôi bán, bà nói là mới chỉ có ba đời thôi. Tôi là đời thứ sáu rồi. Đấy, là tôi là cũng bán ở cái chỗ này. Đời thứ sáu là đời sao? Là coi như là cái đời mà cố nội của tôi nhá, là còn đẻ ra cái bà cố nội nữa nhá. Rồi còn đẻ ra cái cố nội nữa. Cái gì mà cố nội rồi còn đẻ ra cố nội rồi còn đẻ ra đấy, cố nội nữa là gì? Rồi bắt đầu là đến ba đời tôi nó thành sáu. Cái đất này là đất của tôi nhá. Bà đừng có biết mà bà là ai. Bà là ai mà tôi là đất? Tôi. Bà chiếm đóng cái chỗ này của tôi hả? Tôi cứ bán ở đây đấy. Bởi vì đất này là không thuộc của ai cả. Của công viên. Công viên. Cái gì nó có vị trí của nó nhá. Thế bây giờ ai bán được nhiều? Nếu như bà bán được nhiều hơn tôi thì tôi nhường cho bà. Mà bà bán được ít hơn tôi bà nhường cho tôi. Được chưa? Nói vơ nói vẩn. Tự nhiên cái vào đây bảo là ai bán được nhiều hơn ai. Thế bà bán được bao nhiêu? Đâu bà được bao nhiêu đâu? Bà lấy của bà ra trước đi. Đâu? Bà lấy ra trước đi. Bà lấy của bà ra trước đi. Tiền tôi đây này. Tôi luôn luôn lúc nào cũng tiền nha. Này thấy tiền thì đừng có mà chảy nước miếng. Bà được bao nhiêu? Rất nhiều và rất nhiều. Rất không nhiều, rất nổi. Nhiều là nhất rất bao nhiêu. Đấy. Thấy nãy giờ có tờ 200 với tờ 5.000 với tờ 2.000. Bà bảo rất nhiều là bao thế nhiêu. Thế bà móc tiền của bà đi. Xin lỗi bà nhá. Tôi bán cà phê được bao nhiêu tiền tôi chuyển khoản vào nhà băng nhá. Hiện giờ trong nhà băng có 1 tỷ đồng tiền ơi. Bán cà phê nhá. Nhìn xấu xấu bẩn bẩn đến này rồi nói cho nhà băng. Dạ. Anh biết không? Cà phê của nhà này nó bẩn kinh khủng. Cái gì? Mùi á, khó chịu lắm. Nên là anh không phải đến đâu. Ai? Không, anh không. Anh. Đây, anh đến với em. Anh. Lại. Cà phê em là coi như là... Đây. Anh lại đây. Anh xin thêm người này đẹp hơn em hay là em đẹp hơn? Anh định lái máy bay bà già. Trời đất ơi. Tôi chỉ xì ngang đây. Tôi thấy công viên là đẹp, vô đây là tính ngồi nghỉ uống một cách người tách ta cà phê vào thôi. Đây, người ta thư giãn, người ta uống cà phê. Nhưng mà chứ người không ta phải là người đến ta... đây với tôi, xin nói với chị là như thế. Bởi vì tôi xinh đẹp như thế này cơ mà. Mà bà xấu xí như con bà này bà tự tin ghê. Anh tin bây giờ, anh nói thật đi. Đất áo. Anh nói thật đi. Anh trả lời cho em biết đi. Anh ơi. Này nha, anh trả lời cho em biết như thế nhá. Bà đừng đất có vô không có cái kiểu này. Anh ơi, tỉnh đây coi. Bà có tin không? Tôi bế được bà luôn đấy. Bà có tin không? Thôi. Bà có tin không? Bà có tin không? Bà về với nhà bà nhá. Bà nhá. Vị trí của bà là ở đây nhá. Con của tôi bên đây. Anh ơi. Anh ơi. Hay gì là ai đi? Anh. Ơi. Này. Cà phê này. Vị trí của bà. Anh ơi, anh uống cà phê của em đi anh ơi. Hãy dừng lại đi, chú ơi. Hãy dừng lại đi, chú. Sao mà giữa công viên này còn xuất hiện cái người khủng này à? Cô làm ơn buông tha vị khách này dạ. Con. Dạ. Cô đang bán cà phê còn chưa được nữa đây nè. Mày chạy ra đây để mày còn bán vé số làm cái gì hả? Dạ con đang chạy ra đây ra. Con bảo vệ mẹ con đấy, bị cô đạn hiếp cô ơi, buông tha cho gia đình chính con. Chính là mẹ à? Mẹ con mà không biết nhau à? Xấu hổ. Nhiều con quá. Trời ơi. Xin lỗi con. Nãy giờ lo giành trai quá. Mẹ quên mất con là ôi, con mẹ của con mẹ. Sao mới đây mà tâm sự? Con biết không? Không phải. Cà phê mình bán là mình phải là một cô gái. Còn trẻ anh à, thì khách người ta mới vào. Mày vào mình nói mẹ thế là ai muốn cà phê của mẹ được hả? Trời ơi mình nói khổ luôn. Mình nói mình khổ. Chú mình khổ nhưng mà để đây từ từ. Đây. Này anh. Ngồi im. Cà phê của người ta nhá.
là có đầy đủ luôn đây bạn trẻ. Đấy, bên đó không có một cái gì cả. Đây, đây, anh ơi, ngồi đây. Gì vậy? Gì? Ngồi đây, ngồi đây em lấy cà phê cho. Tự nhiên cái cà phê, cái... Ngồi xuống, anh ngồi xuống. À, cái ghế ngồi. À, cái ghế ngồi. Cô ơi, cô. Chạy. Anh muốn lại kia ngồi. Ngồi lại đây cho người ta bán hàng. Quá. Không tự cô nhận. Ơi. Tí nữa chuyện sao. À. À. Đi. À. Chú ơi. Tí nữa chuyện sao. Tí nữa chuyện sao. Bà này bà dạ mang quá chú ơi. Qua muốn bán cà phê quá. Anh. Có khổ quá. Anh qua đây. Anh qua đây. Anh qua đây. Anh qua đây. Nghèo khổ quá, bây giờ chú có một cô công đạo với gia đình con khổ quá bán ơi. Con bị qua bị tật nguyền vậy mà phải bán cà phê phụ giúp. Thôi được rồi đi chú qua bển. Dạ qua đi chú. Dạ, anh, đúng rồi, anh qua đây giúp em đi. Anh qua đây, anh qua đây. Anh nằm hẳn ra đây. Đấy. Đấy, anh nằm ra đây. Đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Cái này ta nói mới gọi là cú huyệt là số 1 luôn. Đấy. Chú nằm đi, con nhảy hip hop cho chú cơ. Đúng rồi, yeah. Đấy, con nhảy hip hop đi con. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. À. Dạ, con phục vụ văn nghệ. Anh xem em đi. Bán cà phê sao mà rước ba cái đồ gì tầm bậy bạ nó về nó nhảy tùm lum tùm lai. Không phải anh ơi, cái con bán mà ở đây bao nhiêu năm rồi, tự nhiên bây giờ bà còn khuyến mãi cái vụ gì kỳ cục vậy? Anh ơi, cái con khô mực này không phải là em kêu về mà nó đến đây nó tranh giành cái đất của nhà mình để nó bán cà phê. Đấy, anh thấy không? Nó liều lĩnh, nó dám cởi đồ ra. Bây giờ anh cho em cởi đồ em. Lại bà. Mày làm gì mà đặt cho chúng ta thế này đấy? Anh nói em nghe, vợ anh nó có lỗi. Chứ ai đi chấp mấy người thần kinh, đúng không? Ông bảo ai thần kinh ở đây đấy? Ông nói ai thần kinh? Không có ai mà đi mở cà phê ôm mà ngoài công viên vậy hết trơn. Nè, bây giờ anh thế mà nha, nó mốt đấy. Bây giờ tôi nói cho cô nghe, cô có muốn rù quên thì ít nhất chân phải dài. Đây, đây. Ví dụ như đây. Trời ơi! Muốn rù quến là phải vậy đó. Nhưng mà la chân dài đẹp mà như thế này. Lõn nà như thế này. Đây, cuộc đời ai không có ghẻ. Hoa hậu mà còn có ghẻ. Huống hồ chỉ mẫu hậu như mấy bà. Nói cho ông bà biết nha. Tôi cứ để cho. Chẳng có thua đâu nha. Tôi cứ để cho cô lẽ. Tôi quậy nè. Bán đi. Anh. Đây. Anh trai cứ mua cà phê của cổ đi. Trai. Gia đình tôi thiếu một ly cà phê. Không bán được cũng không chết. Cô cứ bán đi. Ông có biết là giám đốc ở đây có biết ai không? Bạn tôi đấy. Đấy bây giờ để tôi điện đây này. Đấy, điện thẳng vào nhà thương luôn đi. Này. Alo. Em đây tình hình là có hai người đang bắt nạt em. Tao nói giả vờ thôi. Đấy, mày cứ giả vờ để tao đồng dọa nó thôi nha. Coi như là cái người này á, hơi gầy gầy. Mà mặt thì nhăn nhau như quả táo thầu đấy. Mà cái khuôn mặt thì hơi giống cái... Hoài Linh. Nhưng mà cái người này thì không đẹp trai bằng Hoài Linh kia. Người này trông xấu và bẩn kinh. Bẩn lắm. Hả? Mà còn cái bà cái kìa. Thấp thấp mà lùn lùn nhá. Cái mũi thì là như thế là cái quả cà chua đấy. Cái môi thì cong tớn lên. Nhìn hơi giống cái bà Thúy Nga. Cái Thúy Hải á. Giống lắm. Nhưng mà cái bà này trông xinh xắn đẹp hơn đấy. Ông rảnh mà ông nghe con người nó cụng như trời. Là coi như là giúp đỡ em mới. Đấy, hai người này là đang bắt nạt em. Ba người, ba mẹ con đang bắt nạt anh đánh ba nha. Ba mẹ con. Bà già ơi. Cái gì vậy? Anh cái gì? Người ta mãi nói chuyện điện thoại nói lầm có một câu thì về cái không, gì đâu. Không, không có lầm. Cô đang nói chuyện với một người rất là có chức quyền ở cái khu vực này. Mà cô nói tôi ba mẹ con là chứng tỏ thần kinh cô không bình thường. Mà một cái điều chứng minh cô không bình thường nữa là giữa công viên cô bán có cái mâm cà phê vậy thôi.
Chứ ví dụ như là cô bán mà cà phê mà có ghế ngồi rồi cô bận cái đồ này tôi không bao giờ tôi chấp cô hết. Sao lại không chấp? Bây giờ là thời đại mới có thì bận có những cái mới không? Anh đi chân không nè ha, thắt bính nè ha, đeo bông tai dân tộc nè ha, hiểu à? Đang đánh đi. Hơn bên đó chẳng có khách nào. Không sao. Đúng không? Cô. Này, anh ơi, ngon không? Hả? Ngon không? Cà phê em ngon không? Ngon, bên kia bẩn lắm nhỉ? À, em cho em xin tiền. Anh cho em xin tiền. Ông này mà ổng cho tiền ai người đó gặp nạn. Ôi ông này mà bây giờ mà bà này bà bán được ly cà phê ngày mai chắc bà không còn gì để mặc đâu. Trời đổ mưa cho ướt ngáo em anh. Khơi hồn bao nỗi nhớ. Bà ơi bà, tôi lại bà đây 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 tôi bật bật đi hai nấy cái chuyện gì đây chạy tôi. Tôi không nữa. Bà đưa tôi chuẩn bị cho tôi thôi. Con thấy gia đình mình đã khốn khổ là con có tàn tật bây giờ thôi chắc nhường chỗ này cho người ta còn bị tật nặng hơn con hơn rồi. Bay ông ổn rồi. Thôi, nói buồn á, có bạn bán có phường. Bây giờ trăm kẻ bán dạng người mua. Tôi với bà còn tỉnh táo để lo cho nó được. Còn bên kia người ta có một mình mà người ta còn bị thần kinh nữa, tôi để người ta bán. Đây là dùng những nhân kế để bán hàng thôi, cũng mưu sinh bằng cái này thôi. Tôi chấp nhận để chỗ này cho cô bán mà. Cũng chúc mừng ông anh. Mỹ nhân kế vậy mà ông anh ngồi uống nước không ói là tôi mừng rồi. Nãy giờ mấy người nói không à. Tại sao tôi yên lặng không? Anh ngắm cổ chứ gì? Anh ngắm. Mà tôi muốn ói mà tôi ói không được. Tới chỗ này tôi thấy con Duyên đẹp, tôi cũng vô ngồi nghĩ là uống một ly cà phê cho nó khỏe. Mà vô đây thấy cho các anh chị gì đó buôn bán cái gì không có biết mà là đoàn kết lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau mà cứ gây lộn. Nói anh nghe, gia đình tôi á cũng chỉ bán bữa nay nữa thôi. Bởi vì chỗ này là công viên à, không phải chỗ bán hàng rong. Mình đi tìm một cái chỗ nào đó mình bán cho nó phù hợp. Thứ nhất á, là nó hợp với vẻ mỹ quan của thành phố. Cái thứ hai nữa đó là không gây ồn ào xáo trộn ở công viên. Đúng. Làm phiền khách du lịch. Đúng rồi. À, nên là bây giờ gia đình tôi quyết tâm là dọn hàng. Còn cô muốn bán cô cứ bán đi. Ừ. Nhưng mà tôi nói cô nghe, làm gì làm à, mình buôn bán á, trăm kẻ bán dạng người mua, đừng có giành khách cái kiểu này, nó không có tốt, hiểu không? Bà bán cà phê chọc cô thôi. Chơi cho vui thôi. Chứ ráng cố gắng buôn bán. Cái nghề mình á, nó lương thiện mà. Làm theo cái cách lương thiện đi. Tốt nhất là mình không nên bán ở những nơi công cộng như vậy, làm mất vẻ mỹ quan. Đúng. Với lại làm phiền khách du lịch. Đúng vậy thôi. Đây là tụi dễ tính đó, chứ gặp người khó tính người ta khó chịu, tại vì nó đồn đãi rồi không tốt. Mà anh đã uống chưa? À, có uống chút chút rồi. Uống chút chút là tốt rồi, bắp không đó. À, không phải cà phê đâu. Cái gì vậy? Anh ơi, đi ạ. Cái gì vậy? Sao? Duy vừa ăn trưa với lại diễn viên Lê Thị Dân cùng với gia đình Hậu Quán Tiếu Lâm, Hoài Linh, Thúy Nga, Hữu Bình Đạt. Thật là một cái sự khó nói lắm. Trong công viên của những cái chợ buôn bán mà bán cà phê mà có thể bận đồ kim tuyến, nhảy đủ thứ thì cái đó là chắc ở ngoài cũng hơi khó, hơi hiếm đó. Nhưng mà ít nhất là chúng ta cũng có những tràng cười thật là vui nhộn, phải không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị đi ăn buổi tối cùng với Duyên Duyên Bửu Đà nha. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi đó. Tuy là chàng trai duy nhất đến hội quán Tiếu Lâm tuần này, thế nhưng Lê Bửu Đà không hề bị lép vế trước dàn gia đình chủ quán. Hoạt ngôn và xử lý tình huống vô cùng khéo léo, Bửu Đà đã mang đến những tiếng cười trong khán giả với câu chuyện một chàng trai bán hàng rong tại công viên. Hộp vịt lộn, hộp vịt dừa, hộp vịt lộn, bún bò đi. Anh. Gì
gì em? Hẹn ra mà không làm gì, nói gì trơn à. Hẹn hò ngồi đây vậy hoài mệt chết luôn á. Thì mình cũng đang làm đó, anh chỉ mơ ước là được dựa vào vai em và ngủ thôi. Cái gì vậy trời? Cái chỗ này là cái chỗ thắc mắc quán đảng. Mình phải làm cái gì? Mình phải hôn nhau. Hôn đi anh. Ai trứng cút lộn, hộp vịt lộn, hộp vịt giữa bắp xào đi. Em ơi. Ê nhỏ. Đi chỗ khác bán được không? Ở đây cô chú đang có một chuyện. Gì cô chú? Dạ. Mặt nó già như ông ngoại mình kêu cô chú vậy. À chú làm ơn chú bán chỗ khác đi, tụi con mới yêu nhau. Ủa ok, chị kêu tôi bằng chú hả? Dạ. Trời ơi, con mới có 17 tuổi thôi à. Dạ con mặt con bún ra sữa luôn á, con bán những cái món đơn giản dễ làm để con rao lại nha. Ai trứng cút lộn, một vịt lộn, một vịt giữa hoành thánh mì hơn. Này nó bị mảnh mảnh gì á em. Có hoành thánh mì nè à. Muốn gì nữa không? À, cho tôi bún bò. Bún bò không có đây. Ba mua cho con bánh hồng thơm đi. Mẹ anh, mình mua cái gì được nè. Cái gì hả? Công viên mà đông người quá đó, cái mình muốn cho mọi người khỏi thấy mình, cha mẹ khỏi tìm ra mình, cái mình mua cái này mình hôn nhau mình che mặt mình đây. Mình á, cái xong cái mình về cái nhà mình mới bẻ ra mỗi đứa nữa cái mình ăn. Rồi rồi, vậy mua một con nha, mua một con. À, nhiêu vậy? Dạ, bán rẻ thôi, 19.500. 19.500 hả? Dạ, má bà nội nói là bán rẻ thôi, bán đúng giá thôi, lời 17.500 thôi. Dạ. Trời ơi, lời có 17.500, vốn có 2.500 hả? Dạ. Thôi giờ chứ anh tính vậy. Ừ, đưa đây. Thôi để đây khỏi lấy tiền. Một chút là lấy, mai lấy cũng được. Lụm đi nha, nha đi. Ủa giờ mày muốn bán đây. Ê, sao muốn bán? Sao mà con đi rồi làm gì đó. Đứng lại đây, đứng lại đây mày. Đứng lại đây thằng kia. Thôi. Anh có đâu. Nó cho mình nè. Mày lấy ăn đi, lấy ăn. Mày nó nghi ngờ quá. Không. Có cái gì đó. Không có gì chân. Mày sao quân? Ai mà buôn bán kiểu gì mà cho kiểu gì? Không phải. Tại ngày nào nó thấy tụi mình ở ngoài công viên này riết nó quen mặt nên nó cho em biết đi. Ai mua vé số? Ai mua vé số? Ủa? Hình như con mới gặp hai người lần đầu ở đây đúng không? Dạ, hai người mua một con vé số. Ai bán cái cơm trái mà ngon quá vậy? Cơm trái này hả? Không, thôi kệ nó. Ủa? Nó bán kệ nó, bây giờ là mua giùm con tờ vé số đi. Mới nãy là mới bán cơm trái rồi sao giờ đây không bán vé số? Không, đó là em con. Vậy hả? Em con. Con là chị nó. Con. Con là anh của nó. Ồ, anh dạ. Của nó hả? Dạ, mua giùm con tờ số đi. Anh nó là mua vé số rồi kìa. Anh hỏi là có trúng không? Họ có trúng không? Có trúng. Không, trúng bán chi? Trúng là ông lấy đó hả? Dạ, trúng ông lấy. Chú bắt đầu hiểu gia đình con rồi. Dạ. Gia đình con bán buôn mà đem đi cho người ta, đem đi cho không? Bởi vậy nhà suốt ngày vòng công viên đem bán rồi. Nghèo hoài, không giàu nổi là đúng rồi. Dạ thôi con đi kiếm em con, bye. Ủa? Bye. Ủa rồi không có lấy tiền hả? Không cần, bán lấy tiền chi? Bán lấy tiền chi? Cho luôn á. Ờ đó. Trời vậy. Ê, đưa coi vé số nè. Thằng này nó phát rối mình hay sao ta? Hôm nay là ngày 20. Trời, cái vé số này là ngày 19. Trời ơi, sổ hôm qua rồi ông nội ơi, bởi vì nó ra nó phá nè. Phá cái gì thằng này? Ai mua cái này không? Ai mua cái này không? Kính thưa chị, kính thưa anh, em làm chuyên kinh doanh á, buôn bán những cái thứ rất là hàng lâm. Cái này người ta gọi là, cái tên hiệu của nó là ba con sói. Ba con sói chị gì? Không hiểu hả? Không.
không? À, vậy em nói con sói già hả? Ba của con sói là con sói già hả? Không, anh sai luôn, em im để em nói cho anh nghe. Ba con nói hàng lâm tên bình thường thôi, hàng lâm hai anh chị không có hiểu. Tên bình thường nó là cái vật mà để cho người ta ấy ứ ứ ấy với nhau mà không có sinh con. Cái này là sao? Chỉ coi biết. Thôi, em sẽ giới thiệu cho nó chỉ hướng dẫn sử dụng. Anh chị nha. À. Em để ý rồi nha, mấy ngày nay em để ý trong công viên nha, hai anh chị vô đây tưng 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 tang 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 nha. Thì vô đây là cái gì? Đó, hôn nhau, hôn nhau. Tầm bậy tầm bạ. Tụi tôi là trong sạch. Ra đây là tụi tôi chỉ ngồi là hả? Nặng mụn cho nhau à. Rồi nhổ tóc ngứa cho nhau nè. Thôi ai biết nhổ gì, ai biết đâu nhổ đây, ai biết cái gì. Trời đất ơi, chị em ăn ở không nói chuyện với thằng này chứ vậy. Vậy nha, chết vô. Em nghe ngồi đây em nói gì nữa. Em còn mày đấy, tao nói cho mày. Em môi giới khách sạn nhà trọ nữa. Chị một tiếng đầu là 70.000, tiếng sau là 100. Chịu không? Máy lạnh mát mẻ luôn. Không chịu hả? Vô đó chi trời. Không vô đó thì làm ở đây luôn. Em có hả? Đợi một chút. Cái gì vậy? Vô anh giùm em. Tao khổ mày quá, mày dạ, bị cái gì em vậy? Xin giới thiệu, em xin trân trọng giới thiệu, đây chính là miếng màn che tình yêu. Rồi, đó, nè, hai chị vô đi, hai chị vô trong. Em đã đứng ở ngoài em che cho hai chị, vô trong đi. Đó, hai em che xong là một, rồi tính 1 phút là 1.000, 10 phút á là 10.000. Còn anh này chắc chừng 3 phút, em lấy 3.000 thôi. Thôi mua giùm em đi. Giờ mua không? Tao mua biết mày không có bán đâu. Mày nãy giờ mày vô mày cho không à. Nãy giờ cho không à. Mày muốn cái gì? Đưa cái bánh cơm trái gì mà cũng hết hàng hết đất. Ủa đâu phải em đâu, thằng em của em à. Cái gì vậy? Trời, em quy định nó là em của em. Trời ơi kỳ vậy trời. Không có chơi quá trời luôn mà không hiểu gì hết. Người ta quy định là em của em à. Cái gì mà cứ tự quy định vậy trời. Rồi còn ông là cái gì của cái thằng lúc nãy? Thật sự thì đó, em biết á, nãy giờ em giỡn với hai anh chị thôi. Bây giờ em bình tâm, em diễn bi kịch cho anh chị coi nha. Trời, có nhạc cho em luôn nữa kìa. Thật sự thì em kể cho nghe, cũng tại nơi đây, công viên này, ghế đá này, cảm ơn anh Tống. Nó dính để nhỏ ra nè. Dứt cảm xúc của em. Cái này là kỳ đó nha. Rồi ve lại, ve lại từ khúc đầu. Ve lại từ khúc đầu. Lúc đó 17 năm về trước, má em quăng em ở ghế đá này. Ê, cái dép này mua đâu đẹp quá vậy? Kể người ta, cái dép là của người ta. La 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 nha. Em đang kể chuyện. Má em bỏ em ở đây. Hồi nãy em chưa nghe khúc bằng ghế đá ve ve là giùm anh cái. Ve là sao? Ghế đá này sao là bị cái gì nè? Em làm chủ cái cuộc chơi này nha. Đừng có bắt em làm như vậy nha. Tao em khổ kể lắm. Bởi tao mục đích của tao là tao muốn đuổi mày đi đấy. Để cho tao với này thoải mái nói chuyện. Tao lái cái cuộc chơi này được không? Chị đó, chị sợ má, sợ ba của anh này. Đúng không? Cái gì? Ba anh tới kìa. Đó, ba anh tới kìa. À. Bác Tám con mẹ với bác Tám. Hai người này nè, vô công viên ứ. Ba. Tại sao vậy? Hả? Dạ. Tại sao mày làm điều tác tệ như vậy? Dạ con không không biết. Không có cái thằng mà người lưng lửng mà có người dựa như vậy làm sao tao biết được. Ba. Thật ra là con quên tại vì con với anh Đạt á là hai đứa học chung với nhau. Rồi xong vô trong đây là xong đòi mua cái này của con nè, ba con sói rồi không chịu trả tiền, bác trả giùm con đi. Tao ăn giọng gì mày bác tao trả mày. Nói là mua giùm đi, có gì có ba tao trả. Bác ơi bác, con bị du khống bị cái thằng nó lưng lửng này nè, nó nãy giờ nó vô nó kiếm chuyện tụi con hoài à. Tụi con nãy giờ nó làm gì mày kể tao nghe coi. Trước mặt nè, ba mặt một lời kể. Thì vô đây nè, tự nhiên con đi bán cái gì đâu, con đi nói sai là tao quánh liền. Không, con là nói sự thật, con nhỏ tuổi, con mới 17 tuổi con. Bác nói nghe. Rồi nó làm cái gì mày nói? Anh vô đây đó, ảnh tưng 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 tang 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 tong 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 tong.
khi tao không biết tao nên tin mày hay không. Tin con. Nó vô nó tập nhạc thì mắc mớ gì tới mày. Mày tao lắm. Tự nhiên gì vậy? Thôi nói thôi, nói giỡn thôi nè. Thật sự nãy giờ con diễn nãy giờ khúc nào nói thiệt, nãy giờ mày biết nói giỡn. Bây giờ hoài. Phút nào? Trước mặt hai đứa nó. Dạ. Mày đã đi tập mạch với bác. Dạ. Bác Linh hồi nãy giờ ngoài kia. Bây giờ mày nói đi. Mày nói đi trước mặt tụi nó. Mày nói cho chính xác. Dạ. Là tụi nó làm gì ở đây? Dạ thật sự thì hồi nãy con vô con bán từ lưa tới lưa hết á, con coi, bác kêu con vô con coi mà đúng không? Cái con thấy chuẩn bị hôn với nhau là con nói sẽ tiến tới cái tình yêu cao đẹp đó, là phải đi vô cái kia mà 70,000 một tiếng đầu tiên rồi. Mày xúi bậy, mày xúi bậy. Mày thấy đăng lý mày phải cản, mày nói anh chị ơi ở đây là công viên. Đừng có làm cái chuyện tầm bậy tầm bạ ở đây. Thì đó con kêu vô khách sạn làm à. Mày đi nói với tao làm cái này. À, bác sĩ ơi, bác sĩ Chí Tài ơi, bác sĩ Chí Tài ơi. Sao? Nè, bác sĩ giải thích giùm con đi. Đó, hàng ngày đó, con vô đây đó, cái xong bác sĩ nói là bác sĩ cũng vô đây luôn. Rồi xong thấy mấy anh chị nè, trai gái đó. Cho nên giờ con bán cái này đó, bác kêu con. Giờ con vô con bán, bây giờ cái bác tám bác nói là con có lỗi. Đây là ai? Bác sĩ đó, làm ở bệnh viện phụ sản á. Bác sĩ? Dạ. Mà đi suối người ta bán dạo cái này. Ông kẹt tiền lắm hả ông bác sĩ? Không phải vấn đề kẹt tiền. Tôi cũng chả giấu gì ông anh. Tôi làm ở bệnh viện á, ngày nào á cũng có mấy cô mới mười mấy tuổi à. Người ta vô rồi người ta có thai đó. Chứ bây giờ tôi nói anh nghe, nó đã lỡ vậy rồi mà anh là bác phụ huynh mà anh cứ la mắng tụi nó, dồn tụi nó vô cái chỗ chết, tụi nó sẽ... Tôi đã cấm rồi. Hả? Tôi đã cấm nó liền lắm rồi. Để mà chú ơi chú, con góp ý nha. Con nói thiệt á, tụi con còn trong sáng lắm. Nãy giờ vô công viên tụi con đâu có làm gì đâu. Cái môi con cũng còn nguyên luôn á bác. Buồn là con nói chứ. Cái môi con còn nguyên luôn nè. Không biết là vậy rồi nha. Nó hôn mày rồi mày mất cái môi. Thì con nghĩ là nếu mà anh Đạt hôn con thì có nghĩa con bị mất bờ môi. Mày nói nhiều tao giả mày mới mất môi đó. Ông anh nè, ông anh phải tin tôi. Tôi là một bác sĩ mà, về khoa phụ sản. Không lẽ tôi là đi lại nói những cái điều tầm bậy tầm bạ cho ông anh? Không, tôi biết là anh cũng muốn tốt cho tụi nhỏ. Hai đứa này thật sự nghe là nó cũng vô đây. Đúng rồi. Nó làm những cái chuyện mà tôi không thể chấp nhận được. Không, bác sĩ nghe con nói nè, ngày nào con vô đây cũng dựa vai người yêu con ngủ hết, đừng có nghe lời của thằng này. Ngày nãy giờ nó đi ra, nó không biết là nó đang ủng hộ cho cuộc tình của tụi con hay là đang suối đi khách sạn hay đó. Nãy giờ nó không hiểu nổi. Hình như là nó kinh doanh khách sạn. Bác sĩ lên khám rồi, khám cái nạn nhân này nè. Không phải. Mày làm cò hả? Dạ không. Không phải. Vậy sao mày đi bán cái đồ cho ông này? Dạ con nói vậy luôn. Thật sự thì con muốn giúp cho anh chị á. Thật sự thì anh chị đừng có làm quá mức cái tình yêu, rồi dẫn đến có em bé. Đúng. Có em bé xong cái tự nhiên cái bụng nó chình ịnh, xong cái đi vô trong bệnh viện rồi phá thai. Con nhớ giống như cái đó, cái hoàn cảnh của con. Cùng nãy con kể mà nó cũng cho con kể. Đúng rồi. Là lúc đó phá mày, phá mày. Phá mà mày có ở đây. Mà chưa, con chưa kể xong. Để con kể rồi, nha. Rồi kể đi, hoàn cảnh này chắc đau lắm á. Rồi kể đi. Rồi mày kể. Má con là người Thái Lan á. Sao qua đi khắp cũng đi tưởng lập lùi cả là nhung mai á. Dạ. Dạ. Rồi xong á, rồi xong qua bên đây chơi. Qua đi chơi xuống Cà Mau. Là thật sự thì má con đẻ con rồi xong cái quăng con ở đây. Ủa mà má mày sao quẩn vậy? Tự nhiên ở Thái không đẻ mày đi về đây đẻ bỏ mày đây. Vì má con là 17 tuổi, má con sợ không có đủ tuổi đẻ con rồi bỏ con. Mà sao ngộ nè, bỏ nó từ nhỏ mà nó biết má nó người Thái mới ghê nè. Để con kể. Từ từ để cháu nó kể ông anh ơi. Con có nội dung đàng hoàng luôn. Ở xong cái bữa đó cái bà nội con đi tăng tăng. Biết tới bà nội nó luôn rồi. Bà nội con đi tăng 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 vô, nghe con kêu con khóc đó là sao qua đi cạp, sao qua đi cạp. Cái cầm lá thư lên, dựng dục chữ của má con. Mày đọc má mày hiểu nè, chứ tao không hiểu. Dạ, dạ, đọc, dạ. Bà nội con đọc á, bà nội con đọc là hello cạp, cạp tôn dài to hơn già mười, to lưng tha lưu ta là nhớ nhớ nuôi nó nha con. Càng nói ta càng rối á. Mày phi lý
quá. Ví dụ như bây giờ nè, bây giờ bác nói con nghe nè, bây giờ con phải xác định một điều, con tỉnh hay là con đang mê nè nha. Để biết bác sĩ. Bây giờ má mày lấy ba mày ở Thái. Ở Việt Nam. Là má con từ Thái Lan qua Campuchia mà quê của ba con là ở Thủ Đức. Ta biết rồi, quê ba mày bán nem nướng ta biết rồi mà. Dạ. Ta thấy nó rối rối là cái chỗ này nè. Cái rối là đẻ nó ra ha. Cái đẻ nó ra mà nó biết má nó là người Thái. Mà bỏ nó giữa chừng mà bà nội biết nó nói, bà nội nó biết nó làm. Mày im coi. Con ta chưa lấy bờ môi mày chứ tao giả một cái là mày thành bờ ruộng luôn đó. Chuyện buồn của con. Con phải phân lý luôn á. Con phải phân lý, con phải nhảy vô con ấy. Bây giờ quan trọng là tao cấm tao không cho mày quen con này nữa. Dạ. Quá hổn. Bây giờ. Ủa bà nội của con. Nói chuyện mà. Tao tiếp bà nội của con. Dạ, bà nội mình phân tích đi. Ta mới bắt đầu phân tích. Dạ. Ba nội mày không biết má mày lấy ba mày. Dạ. Bởi vì má mày còn nhỏ tuổi quá. Dạ. Bỏ mày ở đây mà bà ra bà nhận là cháu của bà là bà bậy rồi nha. Mày bậy tới ba dòng họ lận đó. Con mà bậy quên. Tới ba đời đó. Dạ con quên. Tại vì có bức hình của ba con nữa. Là ghi là tiếng Thái đó. Là chồng con. Bà nội mày người Việt mà biết tiếng Thái là bà bi thấy một năm rồi. Thấy mày đi. Cái câu chuyện này nó rối là bây giờ tôi nói ông bác sĩ nè. Bây giờ ông là bác sĩ, ông thương nó, ông đừng kêu nó đi bán cái bao con sói gì đó nữa. Ông nên cho nó đi trị bệnh thần kinh đi. Chứ tôi thấy nó nói một hồi là tôi nhập viện trước nó. Nãy giờ là ông phải sản ông trị cái bệnh sản ơi, nó sản có nói này đúng vậy rồi nói. Bây giờ ông đừng có trị cái vụ sản phụ mà ông trời trị ơi. Cái vụ mà tôi sản hồn nè. Bác biết ông mới nãy nó một nữa, mình nữa, nó còn nữa, dạ nữa. Một mình nó đó nó đóng máy dài nó ra nó bắt con mua từ lưa hạt dưa luôn. Ta thấy mà ta nói cái đó nè, nó nói là em của nó rồi nó tự quy định. Dạ dạ giờ con tóm lại như vậy thật rồi. Sự cái mục đích của con á là con kể bà nội bà ngoại của con Thủ Đức ở Campuchia Thái Lan gì cũng vậy hết đó. Con mục đích là con bây muốn hai anh chị con nhíu lại hết đi. Con nhíu lại con rồi. Nhíu lại còn nhíu lại một cái tấm là con chỉ muốn hai anh chị đó là thật sự thì mình yêu nhau mình có giới hạn có chừng mực thôi. Yêu nhau là mình phải yêu thương thật lòng nha. Vậy sao nãy giờ tiếp thị đâu cái đó 70.000 3.000 chi vậy? Em sợ mấy anh chị làm quá là đến cái mức đó đúng không bác sĩ? Đúng không bác sĩ Chí Tài? Ở công viên này á, người ta từ A tới B tức là quá rồi. Dạ. Nhiều khi á, không có nói trước, không cản vậy. Nó từ A tới Z luôn. Bác sĩ! Không, bác sĩ! Giờ hồi con nãy... tóm lại là con muốn là kể nốt cái câu chuyện gia tộc của thôi, mày. Thôi, nó đừng có kể nữa. Thôi, cái quan trọng là gì? Bác sĩ nói đúng. Đúng. Sao? Cảm ơn anh, cảm ơn con. Mặc dù cái gia đình mày nó hơi rối rối nhưng mà không sao. Kệ nó đi. Bây giờ cái quan trọng là hai đứa bay. Dạ. Ba cho tụi bay tìm hiểu. Nhưng dạ. Tìm hiểu trong cái sự trong sáng. Dạ. Đó. Là đừng để xảy ra cái tình trạng mà nạo phá thai. Đúng. Ác lắm, nghiệp chướng lắm con ơi. Đó, dạ. Tụi nói vấn đề nó quan trọng lắm. Thôi vậy được dạ, rồi vậy. Thôi đây nó ở lại nó nói chuyện với bác sĩ. Ờ, bác sĩ là sản khoa à, nó sẽ là sau này nó là sản phụ tương lai à, bác sĩ nói với nó tôi đưa con tôi về. Dạ 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 em đây khoan. Quý vị vừa cùng ăn tối với lại nam diễn viên trẻ Vũ Đa. Quý vị cũng thấy là Vũ Đa là một diễn viên rất là nhanh nhẹn và ứng xử trên sân khấu rất là lẹ làng. À, mặc dù đôi lúc cũng có cái sơ hở để khiến Hoài Linh gặp khó dễ, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng có được những tràng cười thật là sảng khoái. Bây giờ chúng ta hãy cùng ba vị khách mời đi ăn buổi khuya để coi họ làm gì nhé. Cứ vui đi, nguy hiểm lúc nào cũng chờ đợi. Bây giờ chúng ta bước vào buổi ăn khuya rất quan trọng. Là tại sao? Là tại vì bây giờ ba vị khách mời chúng ta sẽ bị động và chủ động là thành phần của hội quán Tiếu Lâm. Họ sẽ làm gì? Những người khách mời sẽ làm gì? Tôi sẽ làm gì? Quý vị hãy chờ xem. Cứ vui đi, nguy hiểm đang chờ đợi.
Đi thi chưa? Sao? Ôn bài chưa? Ừ rồi, chút xíu tao về nha. Ok. Ok. Dạng không phải là mê ghiền chụp ảnh. Dạ. Dạ sao chị? Dạ. Cho chị coi cái. Dạ không. Đâu đâu đưa đưa, đưa coi cái hình em mới vừa chụp selfie gì đó. Selfie cảnh chứ. À đâu đưa đưa coi coi. Dạ. Trời. Dạ. Trong hình một trời. Ở ngoài một vực vậy bà. Trời ơi không ngờ là bà. Dùng. Lâu chế độ 720 độ phải không? Dạ. Trời ơi, tôi dễ nói hả nè. Dặn nha, dạ. Chị dặn cưng nha. Dạ. Mình chat Facebook hay là mình add lên mà có bạn trai mà theo nha, nhớ đừng có cho gặp nha chưa. Gặp là nó đánh chết đó. Đúng ha, chụp hình ha. Trời ơi, rồi bà biết cái cảnh đi ha, rồi mang nhục quá. Dạ. Ôi, bà nghĩ sao mà cái tướng bà như vậy nè, mà như con voi vậy đó. Bà vô bà cà cái eo bà như Ngọc Trinh mới ghê á. Trời ơi cái mặt bà tròn ổn gì đó. Trời ơi. Hey. Wow. Cha này xấu quá, bỏ ra đi chị ơi. Xấu quá, vô
vô khung hình, tội nghiệp khung hình anh. Dạ. Của ai vậy? Được. Cái gì vậy? Hiện tượng này lạ quá à. Cái gì vậy? Dạ. Gì vậy? Dài. Cái kiểu dài cái gì? Nhưng móc cái gì ra vậy ông nội? À. Cái gì? Có hàng không hả? Có hàng không? À, có hàng không hả? Hàng gì? Bà có nguyên cái bụng bột. Ê. Ê, ghê. Có hàng gì? Ê, ghê, ghê. Ghê, ghê, ghê. Nè nè. Nè, mới phát hiện ra một thành phần lạ vô công viên. Ờ. Kiếm. Nút. Đâu có, không phải. Có cái nút gì đó, em không có nút mất không anh? Mất bụi dày hửi. Trời ơi. Thôi, không giỡn. Mình không giỡn các bạn. Có nghe đó. Kiếm hàng đó. Hàng. Hàng thứ dữ đó. Bà là hàng dữ nhất ở đây, qua bởi cho ông kiếm đi. Ê, vụ gì? Vụ gì? Thôi ông giỡn, không giỡn. Bé không giỡn, bé không giỡn. Bé đi hành pha, bé không giỡn nha. Không giỡn nha. Số này dễ thương nè. Dáng đẹp quá. Thôi. Thôi. Bé không giỡn. Bé bị bệnh tim. Bé bị bệnh tim, bé sợ. Bé sợ, nó nghe. Đưa bà qua đi. Hình như là ông mê đứa nào bệnh tim giống như bà luôn hay sao? Ông mê quá vậy. Cái gì ta cho nó chuyển qua tôi luôn hả? Hàng này không có ngon nha. Kiếm hàng phải để ăn. Kiếm hàng để uống. Kiếm hàng để uống. Trời đất ơi. Nè, nó nghe tôi phát hiện ra rồi. Sao? Kiếm hàng không phải để ăn. Ổng hửi đó, qua cho ổng hửi đi. Anh nó nghe nè. Nó nghe nè anh. Nó nghe nè. Thổi hả? Cục gì bự à? Cục á? Mới mở này ra thấy cục bự chà bá. Ông muốn hửi. Lấy cái cục chà bá ra cho ổng hửi đi. Lấy cái cục chà bá nó ra đi. Chưa có đi bảo trì. Móc ra cho. Thôi. Hình như là ăn cướp hay cái gì đó tôi sợ. Không phải. Quá. Trời ơi. Gì vậy? Lương thiện cái tăng cướp vậy. Chứ anh làm cái gì? Anh làm gì kệ tao. Ra anh. Vui được không? Anh. Bà này nè. Dạ. Sao bệnh gan không đi khám đi. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi có con, đang có bầu, chữa. Tầm bay. Cái bụng như vậy người ta gọi là có thai. Bầu có chữa. Trời ơi. Sức của bà. Hồi nãy nghe nó thích hửi lắm phải không? 8 ngày chưa tắm hửi không? Giỡn hả? Em nghe nè. Cái gì? Ông giỡn vô của bồ đi. Lại tôi nói nghe nè. Nói nghe nè. Tôi hả? Tôi gọi hai bộ lại đây nè. Sao chị? Cái này giống như dạng bụi đời đó, dạng như là chơi cái xì ke gì nè nè, ma túy gì nè nè. Cái là nó cắn thuốc gì đó, đúng rồi. Ảo á. Ảo giác á. Trời ơi, cái mặt tôi đẹp gì mà nó kêu tôi sơ gan là sao trời? Hey. Ảo giác không? Ừ, ảo giác. Anh ơi, em mới 18 tuổi nè anh. Dạ, em là tôi chưa mẫu body bốc lửa nè. Em có body bốc lửa không nè? Thế rồi. Cái này là lửa, nhưng mà lửa để người ta đốt than á. Mấy cây cổ thụ á, đúng không? Dạ thôi. Thích ra, thích ra. Muốn giống bà không? Trời ơi. Hai người bình tĩnh. Để cho thằng thanh niên này xử ông đó. Tại sao? Hả? Tại sao ông ức hiếp phụ nữ hả? Đúng rồi. Nha, tôi học võ nha. Nha. Tôi học võ được 2 ngày rồi nha. Chụp hình Chụp đi Mau.
để kêu bác sĩ nha, để tôi đi kêu bác sĩ. Trời, mất cái dụng cụ hành nghề của tôi rồi, mất cái dụng cụ xem phim của tôi rồi. Tại không. Em trai ơi, làm ơn dí theo lấy giùm chị cái điện thoại này. Rồi, tôi có quay phim lại luôn rồi nè. Hay quá. Thế nào cũng đăng Facebook, thế nào ta cũng like nhiều lắm luôn nè. Cái gì vậy trời? Ủa, có quay lại luôn rồi. Quay lại mà bây giờ làm sao bắt được cái thằng cướp giúp tụi tôi nè. Còn mày bắt ông này hồi nãy sao không chịu, hồi nãy tôi đứng đợi ông này rồi quýt ông kia dí theo không chịu dí. Không phải dí không có được, hồi nãy bị giật mẹ. Bị giật mẹ cái này nè ông chạy. Bà này mà thấy bà chịu la lên nữa. Trời ơi mày nghĩ đi, cái bụng tao chữa gần đẻ rồi rồi sao tao chạy được. Tôi mắc quay phim rồi, biết không sao tôi dí theo ông không. Trời ơi rồi bây giờ trời sao? Không có công chuyện á, biết không sao trời. Trời ơi giờ sao? Ơi anh quay lên được phải không? Anh quay clip được phải không? Có, quay rồi. Hay cái bản mặt của anh. Đi đi. Mà gì vậy? Đứng im lại đi. Quay lại kìa. Ai bay đi mày. Đứng im. Nhúc nhích thì giết chết hết. Nghe trả điện thoại nè. Trời ơi mày quá. Mới ra kia chụp cảnh nó đẹp lắm. Có cái hồ. Không có nước bơi đẹp dễ sợ. Cái hồ nó sâu mà nó không có nước, tôi bơi tôi chụp quá trời trọng. Nói thiệt anh trả em mừng dễ sợ luôn. Cảm ơn anh mà sao anh khinh lời em sợ quá. Đi qua đây. Sợ sợ. Sợ quá vậy? Bệnh này nó nặng lắm. Giật điện thoại xong đem lại trả. Ôi trời. Trời. Ông ném nữa kìa. Cái gì vậy? Ông tìm cái gì vậy? Bây giờ tôi hỏi nè. Ông bà nội bà ngoại gì làm mất cái gì đây mà ông ra đây ông tìm dữ vậy? Hả? Đá. Đá à. Tìm đá. Mà công viên nó cỏ không à, đâu có đá. Đá là mình phải đi ra chỗ ngáo đá, mình mua đá nó mới có đá. Có tiền rồi. Có tiền trở dễ quá nè. Đưa chạy đi. Không, thí dụ thôi. Bây giờ mình không có tiền đúng không? À. Mình lấy cái điện thoại này nè, mình ra mình bán. Đi kêu, đi kêu. Đi kêu nhanh lên. À, ông đi kêu bảo vệ vô xử ông này rồi. Đáng gì? Cho đi dài được không? Hay quá. Bảo vệ có vậy đâu. À, bọn này giỏi thật. Trước công viên mà lại dám cãi nhau đánh nhau là thế nào? Đấy, xem đây này. Người ta nói cây cây cối đấy, đất bắn cây thì đất ngừng hơi thở, mà cây thiếu đất thì cây sống với ai? Đấy, mà chúng mày là một con người mà sao lại cứ chửi nhau với nhau trước công viên thế nào? Đấy, làm như thế là không được, vô văn hóa. Con mẹ kia. Em có chửi. Vô duyên. Em có chửi. Chưa nói mà đã cười. Mà ta nói chúng mày này. Sao chúng chị? Mày nãy chưa, tao đứng ngoài kia nha, tao xem chúng mày đánh nhau lột quần áo các thứ là tao là muốn nhảy vào tao xem lắm rồi. Được rồi. À quên, tao nhảy vào để tao quay rồi. À không phải, nhảy vào để tao can. Nhưng mà tao nghĩ đi nghĩ lại rồi, chả tội gì mà tao phải can cả. Chúng mày thích chết thì chết quách đi, sống làm gì tôi trần đất. Chị là bảo vệ ở khu này không? Chị là ai chị? Chị là bảo vệ khu này không? Bảo vệ, đúng rồi. Chị hồi nãy vô em chỉ là cái ông này mới nguy hiểm, còn ba người này bình thường. Dạ, tụi em bình thường chị. Mà khi mà em kêu chị vô rồi em thấy chị là nguy hiểm nhất luôn á. Em bắt đầu em nhốt không? Chị... Mày dốt quá. Chị, em nói khẳng định nha, nãy giờ em lấy thằng này bụi đời. Mà chị bước vô chị bảo vệ mà em tưởng chị là xã hội đen không á. Trời, cái gì mà đi mà đút hai túi lên mà đi vét lên nhìn hết hồn à. Thì cái thời buổi bây giờ là cái bản thân mình phải bảo vệ đầu tiên. Còn chúng mày thì mặc kệ. Ủa, người ta đem vào viện thế thôi. Đấy, tôi đã về báo cáo sếp là coi như là một thằng sống, còn một thằng thì là ngấp ngoái gần chết. Làm cái gì? Muốn chôn được mà ta phải không? Đeo làm gì? Tính xin chứ không có chôn. Xin. Đeo làm gì? Đám cưới đấy. Bây giờ bỏ cái này ra vẫn còn chồng chứ đâu ai lấy chồng mà đâu mà lo. Chị ơi chị, bây giờ chị giúp giùm tụi em. Chị ra đây đó là chị là bảo vệ khu vực này. Chị có cách nào chị giải quyết cái anh bụi đời này, anh đi cái chỗ nào
chứ cái chỗ này là công viên cây xanh, tụi em là những người thanh niên nghiêm túc, là tụi em chỉ có ra đây tập thể dục nè, rồi đó con nhỏ này là nó selfie nè, rồi còn có thằng thanh niên này nó đi hít thở nè, phải không? Bây giờ chị không có ra giúp được tụi em gì hết trơn à. Trời ơi chị, cái gì vậy? Chị ơi, chị, em kêu chị vô là chị bảo vệ cái công viên này. Em vô chị làm việc mà chị. Quên á. Chị sao vậy? Làm mà. Chị sao nghiệp vụ chị rồi. Em thấy nãy giờ là chị là nguy hiểm còn ghê hơn ông này nữa. Tập trung vào vị trí của. Rồi tập trung đi để cho bà giải quyết. Ở đây. Ủa chị, đúng chị. Cái vị trí cũ của em là ở chỗ nào em chưa có biết. Lại kia. À cái này kia ngồi. Đây là vị trí mới. Nãy rồi, giờ em rồi. Bây giờ chứ gì? Thích đánh nhau đúng không? Không có, nãy là nó mày nó đánh em. Không có đánh nhau. Là nó tập võ. Em tập võ. Em là em chỉ kiếm ít tiền thôi. Còn em là em ra đây là để em tập thể dục nè, đi bộ cho mai mốt xanh cho nó khỏe. Mà đó có những cái thành phần thanh niên nó còn nghiêm túc. Chụp hình cái gì? Đó, chụp hình nữa hả? Chụp hình nữa hả? Chụp hoài trời. Rồi đó tiếp đi chị ơi. Trời ơi, nó chụp hình. Đó mình tập trung vào bên gì? Sau khi chơi chụp hình xong là mình tập trung vô vấn đề. Mình tới đâu rồi, mình tới đâu rồi. Cái vấn đề ở đây á là em đang rất là cần tiền. Có ai có tiền cho em ít tiền. Em cần tiền để em mua đá thôi. Tao biết rồi. Cái này á, cái đá này là cái ngáo đá. Tao biết rồi, tao biết thừa ra rồi. Chị lộn ông này rồi. Ông này là ông bán cà phê bên đường nè. Sáng nào ông đi giao cà phê rồi ông bị lao lực, ông làm nhiều quá rồi ông mệt. Sáng nào ông đập đá, đập cả cây. Sáng nào ông đứng đập đá bán cà phê đó. Bây giờ ông mệt quá, quẩn đi ra công viên thì ông dạo mát nào, ông bị lao lực lắm rồi. Chứ không phải là kia. Vậy là ông bị đạn mệt lắm. Bây giờ đó, giờ gần ngủ rồi. Còn tội nghiệp quá, em chụp cái selfie, cái em quăng lên face, em quyên góp từ thiện cho ông nha. Trời ơi, chị. Ôi, thiệt cái bà này. Cái gì này? Anh bắt là từ. Để cho bà chụp cái nha. Quyên góp ủng hộ cho chị luôn đi. Nói chung là nghèo lắm, không có tiền là phải đi làm cái chức bảo vệ mà một tháng chỉ có 1.1 triệu thôi. Mà hôm vừa rồi là ông chồng phải đi đút lót cái ông thủ trưởng bảo vệ đấy, là mất hơn 2 triệu kia. Cho nên là tháng có 1.1 triệu đấy. Kỳ á. Bây giờ bà đi làm nội bộ. Hôm Tết vừa rồi phải đi đút lót mất 2 triệu mấy cái đấy. Em chụp hình đi chị, em xin quyên góp chị ơi, không có tiền đi đẻ nữa nè. Rồi, đó quyên góp luôn nha, quyên góp luôn đó. Rồi, em xin ghi lên luôn. Up lên, em xin quyên góp chị luôn. Ba người này là hoàn cảnh này là cần tiền đi đẻ. Ông này cần tiền để chữa lao. Đúng không? Lao được. Bà nội này cần tiền đi hối lộ. Đúng không? Rồi. Tôi không cần gì hết. Rồi, mới chụp cái mặt lên mới nói con ông nội này không. Quay lên đi, tôi không cần gì cả hả mọi người ơi. Thôi chỉ cần đủ cái Chưa, nhớ ghi luôn, tôi không cần gì cả hỡi mọi người ơi. Ghi vô kỹ vô. Hai anh ha. Thế bây giờ là hai, thế nào nhỉ? Hai ý á. Ủa rồi giờ sao rồi tự nhiên tao bảo vệ đi. Bây giờ bảo vệ ông giải quyết gì vô xin tiền mà sao trời. Làm bảo vệ chứ bây giờ ơi, tôi bây giờ tôi đẻ cái nơi rồi nè, trời cái gì vậy? Mà giải quyết nào mày nói tao quá. Cái gì vậy? Dài của người ta. Dài của tôi mà. Dài của người ta mà anh cho em làm. Trời ơi. Trời cái dài hiệu của tôi mới mua, trời ơi chết tôi luôn à. Ra cứu bả đi. Mày này. Tôi bảo vệ đấy nhưng mà bà đấy tôi không biết em biết em không biết cái gì kìa, chụp lắm chiếc dài kìa, bảo vệ mất mất cái dài chị. Ê, chị cứu ông giang hồ thấy kìa, ông giang hồ kìa chị cứu em đi ơi, chị bảo vệ em mà. Hả đi chạy à, chị bảo vệ em mà. Ai ai da ui da ai da gì mà ta ai da ui da ai da ai da ai da ai da ai da. Tới gì vậy? Tới rồi. Nó ra rồi. Nước ra rồi. Nước ối. Trời ơi, chẳng lẽ nước gì nữa trời ơi. Qua. Trời ơi, để em bấm đi. Để em bấm đi. Nghe ra đó. Tôi đã giúp bà. Tôi đã giúp bà hỏi mọi người ơi. Ờ, đi vô. Rồi. Chị yên tâm để em thôi. Em thở cho chị đỡ nha. Chị bình tĩnh đi, chị bình tĩnh đi. Đâu có đó. Chị gì? Bà công lên rồi, bắt công rồi. Bà bị đau bụng nè. Anh ơi, em bây giờ em mở rồi anh ơi.
Em mở rồi. Sắp đẻ rồi hả? Dạ dạ dạ. Hai đứa đẻ lượt hả? Thấy hai đứa cong hết nè. Ông đỡ em đỡ. Có ai cứu tại rồi. Sao không lo đưa vô bệnh viện đi còn đứng đi nói chuyện làm cái gì? Còn cô là bảo vệ chỗ công viên này. Đồng phục nó không mặc ăn mặc tầm bậy tầm bạ vậy. Nãy giờ bao nhiêu chuyện tôi đứng ở trong tôi thấy hết rồi. Nè. Cô không giải quyết rồi cô ra con nói tầm sao đó. Nó không có trách nhiệm về cái vấn đề này. Bà phải tìm cái thằng nào có trách nhiệm về cái bụng của bà nắm đầu nó bà quánh. Còn ông? Tôi là tổ trưởng. Trời đất ơi. Báo vừa đứng đây. Anh ơi, ta sắp đẻ rồi một người cô lo cho tóc. Huynh. Đưa lên mạng là cái gì? Anh cho em mượn cái tóc em nắm. Anh đội tóc giả rồi mà anh né em qua vậy. Cho em mượn. Em đi. Bao chở lên cho bên kia lại lên. Em đâu biết cái này là nhiệm vụ rồi, nhiệm của chồng chứ. Rồi tự nhiên tôi bà con cô bác rồi đứng đây rồi. Tự nhiên thằng ăn ốc thằng đi đổi vợ. Sao biết được? Ây da, ây da, trời ơi. Thì người quản mạng là phải giúp đỡ. Trời ơi, chồng vợ gì chứ? Trời ơi, trời ơi, buông ra đi, để chồng giúp đi. Sao nói ông vậy? Giúp đi. Giúp đi. Trời ơi, sao nói ông vậy? Đi vô chị. Vậy kia chụp tấm hình mày rồi lên đăng lên trên mạng nói ai là chồng bả tới vớt bả vô kìa. Rồi, ok, coi đúng rồi. Đăng ai biết đâu. Vậy anh chị. Em là bảo vệ nơi này nhưng mà em là vận gái thuyền quyên tay yếu chân mềm coi như là không dám chơi vào là sợ nó đánh bắt vào đầu nên em phải đội mũ bảo hiểm đấy. Trời ơi, cô rồi cái thằng ăn hoài vô tôi đẻ rồi nè. À tôi chỉ là người tốt, giữ làm người tốt. Trời ơi, ai giúp tôi không? Trời ơi, thật tại là cái gì? Ây da, ây da, ây da. Trời ơi, trời ơi. Đi. Trời ơi, đi đường ơi. Ôi, sao nó vô chả em đi, ngủ đi. Trời ơi, trời ơi. Đi 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 mà. Đi đi đi, đi đi đi. Vừa ăn buổi khuya với ba vị khách mời rất là duyên dáng ở đây nói về một cái công viên xảy ra rất nhiều chuyện, nào là những chàng ngáo đá rồi những người thích ra công viên lúc nào cũng selfie và một người bảo vệ thì không làm tròn trách nhiệm của mình, cũng như anh chàng đây là rất là giỏi võ nghệ rất là lực lưỡng thì lại không giúp đỡ được gì trong lúc cái anh chàng ngáo đá đó hăm dọa hoặc là tính làm những hành động xấu. Cái gì những người có mặt công viên, nói chung là thông điệp nó là chúng ta lúc nào cũng vô cảm đối với những người những cái trường hợp xảy ra cái công viên như vậy. Thành ra là chúng ta nên tôi biết quan tâm người khác, mặc dù chúng tôi biết đôi khi những hành động cứu giúp có thể đem lại hậu quả cho mình, nhưng chúng ta là người đối với tình cảm đối với người với nhau thì chúng ta nên quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau. Đó là thông điệp cho cái buổi ăn khuya của chúng ta tối ngày hôm nay. Và cảm ơn ba vị khách mời rất là dễ thương đã làm tròn cái vai trò của mình và đem lại nhiều tiếng cười cho quý vị khán giả. Đây là một món quà nhỏ nhỏ của Hội Quán Tiểu Lâm xin gửi đến ba vị khách mời. Và bây giờ xin chào và tạm biệt. Rất là đẹp trai. Đúng. Có điều hơi lùn xíu thôi. Không sao đâu anh. Đâu có gì đâu. Lùn không phải là cái tội anh ha. Không sao. Chưa tỉnh hả? Tỉnh chưa? Chưa tỉnh hả? Ơi. Tỉnh rồi đó. Trong nguyên một bữa ăn gia đình cô chỉ ăn rau. Đúng rồi, gia đình tôi chỉ ăn rau thôi. Người chứ không phải thú mà sao ăn toàn rau không? Mình quen nhau mà. Em không thích thằng đó hả? Anh gì là em đâu biết đâu. Ồ. Em chỉ biết đạp thôi à. Wow. Trong tim em chỉ có một mình đạp thôi. Di ơi Di, Di nghe chưa Di? Thì sao ba chạy rồi? Biết rồi. Ủa ba chạy mà vui dữ vậy? Rồi biết rồi, đi ra đi. Ủa nhỏ không chơi. Thank you.